Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Phần đầu là chúng ta học khái niệm về nghiệp, để cho chúng ta thấy rõ rằng đó là nghiệp không phải ở trong những cái quyển sách Phật, mà nghiệp nó chính là cái đời sống hàng ngày của mình, trong cái hơi thở của mình, trong cái suy nghĩ của mình, trong cái nói năng, trong cái hành động của mình. Tất cả những gì nó diễn ra là cái đời sống của chúng sinh trong 31 cõi. Nói cái đời sống đây có nghĩa là cái hoạt động của thân và tâm của chúng sinh đã phối hợp lại, nó tạo nên cái nghiệp. Và như vậy đó, những quyển sách này chỉ là khảo sát và trình bày một cách sâu sắc những cái hoạt động thuộc về thân tâm này, nó mang cái tính chất quy luật và nó làm cái chân lý mà chúng ta phải thấy rõ, biết rõ, để chúng ta thoát khỏi cái cảnh mà chính mình đây hợp tác và bị cái sự chi phối và bị nô lệ vào những cái mà cái đời của chính mình, để được cái hoạt động thân tâm của mình đó, nó chi phối mình mà mình không hay. Sở dĩ mình không hay là bởi vì nó quá thân thiết. Tại sao nó lại quá thân thiết? Vì chính mình đã nghĩ ra như vậy và chính mình đã tạo tác ra như vậy. Và bây giờ nó trở thành ra một cái tiềm lực, nó nuôi dưỡng cái đời sống nội tâm của mình, nó tạo ra những cái sắc thân của mình trong nhiều kiếp, trong luân hồi như vậy, nó đã quá quen thuộc rồi. Nó hình thành cái tính cách của mình. Cho nên nghiệp là cái thói quen. Và tất cả những gì mình tạo tác, mình đều có sự chủ động ở trong đó. Mình chủ động mình tạo ra. Mình thích tạo ra. Mình muốn tạo ra. Mình quyết định tạo ra. Mình hăng hái để tạo ra. Và mình lặp đi lặp lại, không phải chỉ trong cái lúc mà mình tạo tác. Bởi vì khi nó hình thành thói quen thì nó sẽ trở đi trở lại trong cái hiện kiếp, và nó sẽ trở đi trở lại trong nhiều kiếp nếu như chúng ta không nhận ra rằng nó đã trở thành một cái quy luật để chi phối ngược lại. Cũng giống như khi lúc đầu đó, ta hút một cái điếu thuốc, ta uống một ly cà phê, ta uống một ly trà, một ly rượu là do ta chủ động. Muốn như vậy mà, thích như vậy mà, ta ưa như vậy mà. Nhưng mà về sau đó thì chính nó chi phối ngược rồi. Là cái thói quen này nó chi phối trở lại. Và nó đó thành ra một cái cùm gông. Và chúng ta ngoan ngoãn đó nằm trong cái cùm gông đó. Bởi vì chúng ta không muốn tạo một cái mới. Nhất là cái mới này đó, nó đi ngược lại với cái thói quen, đi ngược lại với sở thích. Và nó đòi hỏi đó một ý chí cực kỳ mạnh mẽ và một cái sự rèn luyện cực kỳ tinh tấn. Bản chất của chúng ta, những người trong cõi dục, là cái bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn là siêng năng. Và cái bản chất này có cái khuynh hướng là chúng ta hay buông trôi, chúng ta hay lười biếng, và chúng ta chỉ thấy cái sự thọ hưởng là tất cả. Và vì vậy đó mà chúng ta trôi trong cái luân hồi. Và chúng ta không chấp nhận những cái gì mình không dự ý. Mình chỉ chấp nhận những cái gì mà với mình mà mình thích, mình dự ý mới chấp nhận. Còn những cái nó không phù hợp với mình không chấp nhận. Đó là một cái khuynh hướng. Và tất cả chúng ta đều nằm trong cái khuynh hướng đó hết. Trừ khi chúng ta thấy rõ, biết rõ những cái khuynh hướng này nó đưa mình đi về đâu. Khuynh hướng đó là một cái tiềm năng, một cái tiềm lực mà do nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta đã tạo tác ra. Nó hình thành một cái khuynh hướng, hình thành một cái thói quen, hình thành một cái tính cách, một cái quan điểm sống của chúng ta, mà chúng ta không nhận ra rằng đó là chúng ta đang tạo nghiệp.
Và chúng ta đang bị chi phối do tất cả những gì chúng ta tạo ra. Như vậy nghiệp chúng ta chủ động tạo ra. Và khi đó nó hình thành cái quả đó, tức là bao giờ chúng ta nói nè, thể nghiệp á là chúng ta gieo xuống thì chúng ta phải gặt cái quả. Nghiệp á có nghĩa là chúng ta tạo tác ra. Và khi chúng ta tạo tác ra thì nhớ rằng cái sự tạo tác này nó có phản ứng đối nghịch. Và cái phản ứng đối nghịch này đó là nó là hình thành một cái bóng dáng mà lúc chúng ta đã tạo tác ra. Bởi vì mình chủ động mình ném nó đi, nhưng mà nó dội ngược trở lại thì nó là cái bóng. Nhưng mà rõ ràng đó, khi nó dội ngược lại cái người tạo tác nó thì lúc đó là chúng ta ở vào trong cái thế bị động. Cho nên tạo nghiệp là chủ động. Mà khi nhận cái nghiệp đó mà gặt cái nghiệp đó, cái quả nghiệp đó, thì nó thụ động. Thụ động có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có xoay trở được. Phải nhận thôi, không có cách gì hết. Mà khi nhận rồi, xử lý làm sao? Thì cái xử lý làm sao là chủ động gieo xuống. Và nghiệp này chằng chịt. Cho nên là trong cái bài kinh của Đức Phật, bài kinh Asimtiya Sutta, trong bài kinh này Đức Phật có nói là có bốn điều mà cái trí chúng ta nó không thể nghĩ bằng. Tức là cái trí chúng ta không có thể nào mà chúng ta suy nghĩ mà có thể hiểu được. Cho nên gọi là bất khả tư nghi, không thể nghĩ bàn được, là có bốn điều. Và Đức Phật nói với bốn điều này mà chúng ta dùng cái trí chúng ta để suy nghĩ, để mà nhận thức, để mà cố gắng hiểu biết á, thì không nên làm, bởi vì nó sẽ làm cho chúng ta cuồng tâm loạn trí. Và nó làm gieo cái khổ tâm cho chúng ta mà thôi, không ích lợi gì cả. Thì chúng ta nghe bốn cái điều mà Đức Phật nói trong cái bài kinh này. Trong bài kinh Asimtiya Sutta, cái này là trong cái bộ Tăng Chi Anguttara Nikaya, Đức Phật dạy này chư tỳ kheo, có bốn điều bất khả tư nghì, không nên suy nghĩ. Người nào suy nghĩ, người ấy sẽ trở nên loạn trí, cuồng điên, chỉ tự làm khổ tâm mình mà thôi. Bốn điều bất khả tư nghi là: thứ nhất, ân Đức Phật. Ân Đức Phật như là trí tuệ tàn giác chẳng hạn. Trí tuệ của đấng toàn giác. Cái thứ hai là thiền định thần thông. Cái thứ ba, nghiệp và quả nghiệp. Cái thứ tư là sự hiện hữu của các cõi. Đó là bốn điều bất khả tư nghi. Bốn điều mà cái trí chúng ta không có thể nghĩ bàn được đó. Nói về tất cả các ân đức Phật, mà trong đó đặc biệt á là trí tuệ của đấng tàn giác, thì chúng ta không thể nào ngồi để mà bàn luận, để mà suy nghĩ, để hiểu rằng là trí tuệ của đấng toàn giác là cái gì, nó ra làm sao, mình phải hình dung như thế nào. Bởi vì mình không có cái khả năng đó. Như trong đạo Phật đó, thì cái chúng ta biết cái lực của mình như thế này.
đấng toàn giác thì có thể xác chứng cho cái người đệ tử của mình là đắc quả la hán. Thì người mà đắc quả la hán thì có thể xác chứng cho cái người ở cái tầng cấp thấp hơn mình, thấp hơn mình. Chứ cái người ở dưới đó không thể hiểu được cái người ở trên, cho nên là không thể nghĩ bàn. Tại vì khi mà chúng ta chưa có một cái tầng thánh nào hết thì chúng ta vẫn còn là phàm phu. Thì đối với các bậc thánh, đối với chư Phật, đối với đấng toàn giác thì chúng ta không thể nghĩ bàn. Tất cả những cái ân đức đó không thể nghĩ bàn. Cái thứ hai là khi những cái bậc đắc thiền định này và có thần thông này thì chúng ta cũng không có thể tranh cãi để nghiệm hiểu được. Mặc dầu đó là tất cả những cái điều này thì chúng ta ghi lại trong kinh điển, thì chúng ta học để mà hiểu, để là biết những cái khái niệm căn bản đó mà thôi. Chứ không có thể nào dùng cái trí suy luận của mình để mà biết, và cũng không có thể nào dùng cái con mắt nhục nhãn của mình để mà thấy được. Nên là chúng ta học như một kiến thức mà thôi, chứ không phải rằng chúng ta có cái khả năng lĩnh hội một cách sâu xa để có thể thảo luận, để có thể quyết đoán, để có thể kết luận về một cái vấn đề này cả. Và ngay cả cái thần thông cũng vậy, chúng ta cũng biết những cái nguyên tắc, phương pháp để mà tu mà đắc thần thông. Khi đắc thần thông thì những cái khả năng biến hóa này như thế nào thì chúng ta có thể học để biết như một kiến thức. Nhưng mà để có thể thấu rõ, hiểu rõ nó thì chúng ta không có cái năng lực đó. Chừng nào mà chính chúng ta đây đã đạt được thì mới nói được. Cho nên cái chỗ này mà chúng ta thấy này, Đề Bà Đạt Đa đó, khi mà đắc ngũ thiền, đắc thần thông, cứ ngỡ rằng là cái quy lực của mình nó lên tới đỉnh điểm rồi, cho nên mới mơ cái giấc mơ đó là thế thay thế cho Đức Bổn Sư. Nghe thấy không? Quý vị thấy một cái ảo ảnh nó phát sanh không? Bởi vì không rõ, không rõ rằng mình ở cái cấp độ nào, ở cái vị trí nào mà mình ngỡ là như vậy. Cho nên không thể tự mình xác chứng mình được, và cũng không có hiểu hết tất cả những điều này. Mặc dù cái vị này đã đắc thiền định, đã đắc thần thông, nhưng mà chưa có trải qua cái tâm của bậc thánh. Bởi vì vị này vẫn còn trong luân hồi mà. Dục giới đây, sắc giới vẫn còn luân hồi mà. Vô sắc giới vẫn còn luân hồi mà. Thành ra đâu có lên được cái đỉnh này. Nên đây là cái chuyện không thể nghĩ bàn. Và cái thứ ba, nghiệp và quả của nghiệp, như là chúng ta đã học đó và còn tiếp tục học nữa, thì chúng ta học như một cái kiến thức để chúng ta hiểu. Còn cái phần nào chúng ta có thể soi sáng lại chính trong cái suy nghĩ mình, trong cái lời nói, trong cái hành động mình. Bởi vì cái con đường của nghiệp á, mà nó vận hành, nó tạo tác, nó đi qua bằng suy nghĩ, bằng lời nói và bằng hành động. Thì chúng ta học để biết, để quan sát, để thấu đáo cái nghiệp nó vận hành chính trong cái đời sống của mình, và nó chi phối hết. Nó chi phối cho đến độ đó là khi chúng ta tái sanh thì tinh cha huyết mẹ chỉ là nơi nương tựa mà thôi. Còn chúng ta tái sanh bằng quả nghiệp của mình. Quả nghiệp này có được là do chúng ta đã chủ động gieo xuống, và đây là chúng ta thụ động để đón nhận nó. Cho nên nếu mà người ta chọn lựa được cha mẹ của mình như ý mình muốn thì biết bao nhiêu người đã không có phải dở khóc dở cười. Nhưng đây là cái quả mà mình đã từng làm cha mẹ như thế nào, thì bây giờ cái quả nghiệp của mình nó trổ như thế đấy, để mình học một cái bài học về tâm linh. Còn nếu mình không học ra thì cái bài tập này được lặp đi lặp lại cho đến khi nào chúng ta làm xong cái bài tập này, thì chúng ta mới qua được cái bài tập này. Cho nên ở đây không thể nghĩ mà. Chúng ta có thể biết như một kiến thức, chúng ta lần lần chúng ta ứng dụng như. Biết như một kiến thức là trí văn, ứng dụng để mà quan sát thấy rõ cái hoạt động thân tâm của mình, nó là bắt đầu nó đi vào trí tư.
Và khi chúng ta hành trì tu tập có phương pháp thì chúng ta để sâu hơn nữa chính vào cái nghiệp của mình. Cho nên nghiệp quả không thể giải được. Mình không thể biết rằng là rồi đây cuối cuộc đời của mình chết ra sao, mình cũng không biết. Rồi mình tái sanh về đâu mình cũng không biết. Nhưng mà cái đại khái chung chung, nếu như cả cái cuộc đời của mình không làm cái ác nghiệp thì mình nên mừng, bởi vì có thể mình sẽ thoát được những cái quả khổ của mình. Có thể thôi, chứ không phải là chắc chắn như vậy. Bây giờ cái thứ tư là hiện hữu của các cõi. Có người hỏi chứ có ma hay không có ma? Có cái thế giới của chư thiên hay là không có? Chúng ta không có cần thiết phải bàn cái điều đó. Người cũng không nói những cái điều đó. Nếu mà cần cái kiến thức thì sách Phật học cung cấp đủ để chúng ta hiểu. Và chư Phật đã xác định cái điều này. Và cái người mà đem những cái câu chuyện ở cái cõi nhàn đó là cõi chư thiên để đem xuống cái thế giới loài người mà nói, đem những cái cảnh khổ ở bốn cái cõi khổ mà lên nói cho loài người biết, thì người đó là cái người có thần thông đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Tức là ngài Mục Kiền Liên đã để lại hai cái tập truyện đó, ghi lại là Thiên Cung Sự và Ngạ Quỷ Sự. Thì chúng ta nên đọc để chúng ta biết. Còn chúng ta không có bàn, không có bàn bạc gì hết. Ai muốn tin là tin, không tin thì thôi. Không có nói ngu nói vượng về cái chuyện này. Bởi vì bất khả tư nghị. Chúng ta nghĩ bàn chừng nào thì cuồng tâm loạn trí chừng đó mà thôi, không có lợi gì cả. Còn nếu mà kiến thức cần biết thì chúng ta có đầy đủ sách vở để chúng ta biết về vấn đề này. Đầy đủ 31 cõi để chúng ta hiểu. Và như chúng ta hiểu rằng đó, cái nghiệp mà chúng ta gieo xuống, tức là cái nhân, nghiệp đây là cái nhân mà chúng ta gieo xuống, thì nó mang tính chất chủ động. Và trong cái chủ động đó là bao giờ nó cũng có cái tác ý. Tác ý này chính là sở hữu tư. Xúc thọ tưởng tư, tư nằm đây, hàng số 4. Và hữu sở hữu tư này đó là 1/52 sở hữu tâm. Đây, nguyên một giải đây là 52 sở hữu tâm, thì nó là 1/52. Nhưng mà người ta nhắc nó khi mà nghiệp á, thì phải, nếu mà nói nghiệp là nói đến cái sở hữu tư. Là bởi vì cái sở hữu tư này đó, khi mà nó xuất hiện trong các tâm đó, tức là nó hoạt động trong tâm, thì cái vai trò của nó là tổng tư lệnh tối cao. Tổng tư lệnh tối cao để nó điều hành, hoặc là nó giống như là nó huy động, nó điều khiển hết tất cả các pháp động sanh. Bây giờ chúng ta nhìn đây, tất cả các bản chi pháp của chúng ta đều có con số. Những cái con số mà nó nằm trên đây, ví dụ như là cái tâm tham hợp tà vô trợ thì nó con số 19. Cái bên đó hợp tà hữu trợ nó có số 21 chẳng hạn, thì con số 19 và số 21 là cái con số của các cái hành đây, thì cái sankhara đây. À, tức là các cái trạng thái tâm đây, thì khi nó xuất hiện cái con số này, dù con số 19 hay số 21 đây, thì cái sở hữu tư này đó nó là chỉ huy trưởng, chính nó là tạo tác ra. Nhưng mà nó nằm ở hai cái dạng. Một cái dạng tích cực đó là khi nó nằm trong các cái tâm hoạt động. Một dạng tiêu cực hay một cái dạng thụ động đó, là nó nằm trong tất cả các tâm quả, hoặc là nằm trong tất cả những cái tâm mà thuộc về duy tác. Chúng ta sẽ học tới đó.
thì nó ở trong cái trạng thái thụ động, nó vẫn hoạt động, nhưng mà nó ở trong cái trạng thái đó là giống như bây giờ nó lặp lại tất cả những gì nó đã làm, chứ nó không còn mang cái tính chất chủ động như trước nữa. Thành ra tâm quả thì nó không có tạo nghiệp, nhưng mà những tâm thường thì nó tạo nghiệp do tính chất chủ động của nó, còn quả thì nó thụ động. Thì như vậy chúng ta thấy đó, khi mà cái nghiệp này nó tạo tác á, là do cái hữu sở hữu tâm này nó hoạt động trong cái chuỗi gọi là chuỗi tâm động tốc. Cái chuỗi tâm động tốc này á, nó gọi là cái tâm tạo tác. Nó có thể tạo ra những cái nghiệp mà chúng ta gọi một cách vắn tắt là nghiệp thiện, hoặc là những cái nghiệp bất thiện. Hai con đường đó rõ rõ nè. Như chúng ta biết đấy, khi mà chúng ta chưa có cái phước để mà chúng ta học hỏi cái giáo pháp, thì chúng ta sống như những cái gì mà nó đang thôi thúc trong lòng chúng ta. Nghĩ sao nói vậy? Bây giờ cái người mà nó có mưu mô trước quỷ đi nữa, thì có nghĩa là nó nghĩ một đằng nó nói một nẻo. Nhưng mà nghĩ một đằng nói một nẻo đây là nó có mưu tính. Mưu tính của nó là nó muốn đánh bên Tây thì nó phải dương đông, gọi là dương đông kích Tây, để nó làm cho người ta ngộ nhận, thì khi nó đánh úp trở lại nó thành công. Tại vì cái mục đích của nó rõ ràng là nó muốn chiếm đoạt cái gì đó, muốn chiến thắng một cái gì đó, nhưng nó không đi bằng con đường thẳng, nó đi bằng con đường cong. Thì cái hoạt động về mặt tâm thức của chúng ta đó là nó cực kỳ đa dạng. Và chúng ta cứ thế mà gọi là hồn nhiên, chứ hồn nhiên này nằm trong ngoặc kép. Chúng ta hồn nhiên mà chúng ta sống với tất cả những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái khuynh hướng mà chúng ta hợp tác với cái ngã này. Chúng ta cứ hồn nhiên như vậy mà sao? Tại sao nói chữ hồn nhiên nằm trong ngoặc kép? Hồn nhiên có nghĩa là chúng ta không có tính toán gì hết, nó tự nhiên nó đến. Chúng ta cứ vô tư mà chúng ta bày tỏ những cái cảm xúc, những tình cảm của mình. Kể cả mưu ma chứa quỷ mình, người ta có biết đi nữa, thì mình vẫn cứ hồn nhiên mà biểu diễn cái mưu ma chứa quỷ của mình. Mình cứ nghĩ là người ta không biết, mình cứ là. Chứ hồn nhiên nó nằm trong ngoặc kép là bởi vì nó chả có hồn nhiên chút nào cả. Mà nó là một cái dòng chảy như chúng ta đã biết rồi. Nó đi đây. Và tất cả những cái này nó chi phối này. Nó chi phối, đây chính là cái đời sống nội tâm của chúng ta, nó chi phối. Hai cái dòng nghiệp này nó chi phối. Và nó nói cái gì thì chúng ta đều nói là mình nói. Tại vì chúng ta làm cái gì thì chúng ta đều nghĩ rằng mình làm tất cả. Và cứ sống thế thôi. Có bao nhiêu là hiển lộ ra ha? Để cho nó tung hoành lên hết. Nhưng nó chính là cái dòng nghiệp chạy. Tốt cũng có mà xấu cũng có. Đúng cũng có mà sai cũng có. Nhưng mà khi cái đời sống tâm linh á của những cái chúng sinh bắt đầu phát triển ra, thấy tại sao mình bị tai họa thế này, tại sao mình khốn khổ như thế này, tại sao người ta an vui, tất cả những cái câu hỏi đó đặt ra, người ta bắt đầu suy nghĩ nó phải có những cái yếu tố nào, những cái nguyên nhân nào làm cho người ta thành công, người ta an vui, người ta hạnh phúc. Và nó cũng có những cái yếu tố, những cái nguyên nhân nào mà đưa đến sự đau khổ. Vì cái chỗ đó người ta trầm tư. Trầm tư mặc tưởng là cái bước đầu tiên của nhân loại đi trên con đường triết học.
Còn khi mà người ta sống một cách hồn nhiên như vậy, nhưng mà cái cuộc đời nó lắm nỗi trớ trêu, thì người ta tin rằng nó có một cái quyền lực gì đó nó chi phối. Quyền lực đó đầu tiên người ta không thật, sao người ta không thấy, không phải chỉ có thần mà có ma quỷ nữa, người ta thờ phượng cái đấng này. Đây nó gọi là tín ngưỡng. Nhưng khi ta không có dừng lại cái chỗ này, nó có một cái mạch, một con đường tư duy, ta đi đến triết học. Rồi từ cái triết học này, người ta tạo dựng nên những nền móng lý thuyết, cái nền móng để hành trì. Và đây là căn bản đưa đến tôn giáo. Nó là một cái tiến trình về mặt tâm linh của nhân loại kết hợp với cái này, nó hình thành nên cái tôn giáo. Đạo Phật không dừng lại ở triết học, mà đạo Phật đó đã đưa đến cái đỉnh cao trong cái đời sống tâm linh của mình. Ở đây nó là đỉnh cao của đời sống tâm linh. Nó chính là cái chân lý, chân lý tâm linh. Và để đạt đến cái đỉnh cao này đó, thì trong cái lịch sử về Phật học đó, tất cả những đấng toàn giác đều phải trải qua đó, bắt đầu cái đời tu tập của mình, chứ không nói những cái đoạn trước. Bắt đầu cái đời tu tập của mình như vậy là luân hồi trong 4 A Tăng kỳ kiếp. Cộng với lại 100.000 đại kiếp nữa mới có thể trình bày được cái chân lý về tâm linh. Chứ không phải như chúng ta nghĩ đó, đời này chúng ta hạ thủ công phu thì có nghĩa là chúng ta sẽ đạt đến cái đỉnh này. Hiếm lắm. Và những cái vị mà trong cái kiếp cuối này đó, thì cái khả năng của chư Phật đời trước đã biết, đã xác định được. Vì như hồi nãy chúng ta có nói về cái vấn đề mà cái trí tuệ của đấng toàn giác á, là cái trí tuệ mà ta có thể biết được vô lượng kiếp về quá khứ của một chúng sinh, hay nói là tất cả các chúng sinh, nhưng mà riêng bất cứ chúng sinh nào xuất hiện dưới cái dạng nào, người ta đã nhìn thấy từ cái vô lượng kiếp quá khứ, thấy cái hiện tại và thấy cả cái vô lượng kiếp về mặt tương lai người này sẽ đi đến đâu. Hoặc là cái vị đó nhìn một cái vị Phật thì biết là vô lượng kiếp vị này đó đi những cái chặng đường tu tập về tâm linh ra sao để ngày hôm nay đạt đến cái quả, cái đạo quả này, biết hết. Thì cái chân lý này nè, chúng ta cũng không có thể nào chúng ta có thể nghĩ bàn được. Cho nên tại sao kinh điển đó tôn trọng từ cái dấu chấm, cái dấu phẩy, những cái chữ nghĩa không dám thay đổi. Cái tưởng của người ta có thể thay đổi, nhưng mà cái tuệ này nè không có thay đổi. Mà con người ta rất thích cái sự thay đổi. Sư cô nhớ có lần sư cô nhờ một cái người đánh máy dùng cái bản này. Khi mà cái chỗ này đã để cái chữ phân đoán thì cái người này lập tức là sửa lại phán đoán. Mà sư cô sửa tới 3 lần, giải thích tới 3 lần cũng không có ghi chữ phân đoán,
Thật ra sư cô phải nhờ người khác đánh máy. Tại vì cái sự hiểu biết người ta tới đó và người ta không chấp nhận cái khác. Chữ phân tích này có nghĩa là nó, cái chữ phân đoán này là phân tích và phán đoán. Nhưng người này đã viết chữ phán đoán mà không chấp nhận chữ phân đoán. Cho nên từ Phật học đó, người ta thích đổi để đi theo cái sự hiểu biết của mình. Người ta hạ thấp xuống. Cái này sư cô chỉ cho quý vị thấy cái đời sống hàng ngày. Đời sống hàng ngày. Tại sao mà trong cái trí thế gian thôi, cái sở hữu tưởng này nó thuộc về trí thế gian. Trong trí thế gian nó có chia cấp độ. Là cái người thông minh, người thông minh nhiều, người bén nhạy và cái người nó chậm chạp về mặt tâm. Nó nằm ở sở hữu tưởng rất là rõ nó. Quý vị chỉ cần làm việc chung thôi. Quý vị nói cái này thì người ta tưởng cái kia. Tại vì người ta không tiếp nhận được cái mới, cho nên mình nói là người ta nghĩ cái khác. Và khi người ta làm á, người ta làm theo cái khác đó. Mình làm cô giáo, mình dạy học sinh trong lớp đó. Những cái đứa mà nó kém thông minh đó, tiếp nhận kém đó, là bao giờ cũng vậy đó. Mình nói cái này nó ghi cái kia, mình giảng cái này nó hiểu cái nọ. Làm việc chung trong một cái tập thể cũng vậy. Nếu mình không kiểm soát là rất là nguy. Là tại vì người ta chỉ đi theo cái tưởng của mình. Cho nên khi cái sự việc nó xảy ra rồi, ta nói ồ vậy tôi nghe tôi tưởng vậy đó chứ, tôi tưởng vậy mà. Rõ ràng là cái sự tưởng. Vì cái cấp độ ghi nhận đó, như chúng ta học về cái sở hữu tưởng đó, chúng ta tạm thời chia nó làm ba cấp độ là tưởng đúng, tưởng sai và cái tưởng điên đảo. Thông thường người ta rơi về cái này rất nhiều. Còn những người mà ở trong cái tưởng đúng là những người thông minh, những người bén nhạy, những người ghi nhận cái sắc sảo gọi là tưởng đúng. Phần lớn là tưởng sai lệch. Còn cái tưởng điên đảo này đó, đó là những cái pháp ác. Nó nằm trong cái tham, sân và cái si. Và nó hiển lộ rõ nét nhất khi chúng ta đến những trại tâm thật. Thì nơi đó là tiễn đưa đạo. Và nó ở nơi một cái người bình thường đó. Khi nào những cái hoạt động của nhân tham, sân, si mà nó đi đến cái đỉnh cao của nó, thì nó biến thành cái điên đảo ở trong đó. Cho nên khi nó trổ sắc ra đó, thì mình cũng điên đảo. Những cái điên đảo đó nó đã in hình trong tâm, nó làm thành một cái tiềm lực. Mà khi chúng ta tái sanh bất cứ một cái dạng nào, nó có cơ hội nó sẽ hiển lộ sự điên đảo. Nó hiển lộ ra. Cho nên chúng ta nói này, cái đời sống mà khoa học, văn minh mà khoa học, thì cái chữ đó được xác định như thế nào? Cái chữ đó được xác định là khi cái nhận thức của chúng ta, cái sự tiếp cận của chúng ta, bao giờ đó nó cũng đi gần được cái điểm đúng, gần điểm chính xác. Còn khi nào chúng ta chưa tiếp cận được cái đúng, cái chính xác này, thì chúng ta vẫn còn bị nhấp nhem ở cái chỗ này. Nó không lên được cái điểm. Cho nên chúng ta cố gắng làm cái gì cũng đi đến được cái đúng của nó, hoặc nó tiếp cận được cái đúng, bằng cách là chúng ta sẽ hết sức cẩn thận. Chúng ta lặp đi lặp lại, chúng ta cẩn thận, lặp đi lặp lại cẩn thận. Và khi đó mà chúng ta đã rèn luyện cho mình một cái năng lực tưởng đúng rồi, thì tất cả những gì chúng ta ghi chép lại, chúng ta tin được, tin cái bàn tay của mình chép đúng. Không ai cho chúng ta điều này cả. Trí tuệ về tâm linh không ai cho chúng ta. Trí thông minh về thế gian
không ai cho, kể cả cha mẹ chúng ta cũng cho không được. Cho mình mới nhận sao? Tất cả những kinh nghiệm sống của cha mẹ chúng ta có nhận được bao nhiêu, nói đi. Hay chúng ta nghe xong rồi chúng ta thấy hay quá, nhưng mà với mình không áp dụng được thì sao? Túi khôn của loài người để lại thì tràn ngập hết, nhưng ai sẽ là người tiếp cận? Cho nên là trong cái bài có cái bài kinh ngắn mà chúng ta đọc chúng ta biết đấy, thì cái bài đó nói là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, không phải mình tiếp nhận được, không thể mình tiếp nhận đúng được cả. Cho nên là trong cái đạo Phật đó, khi mà chúng ta đọc tàn lan nhiều quá đó, thì chúng ta không biết cái chỗ nào là cái chỗ đúng đấy. Cho nên tốt hơn là chúng ta tiếp nhận chính xác cái kinh điển của Đức Phật, và chúng ta đi từng những tầng chú giải để có thể hiểu thêm. Chứ còn bây giờ người ta viết tàn lan là bởi vì cái khả năng tiếp nhận và cái khả năng trình bày của người ta đến đâu thì người ta nói đó, chưa kể người ta có ý riêng trong đó, có ý riêng trong đó. Cho nên cái đạo Phật đó, mà nó mở ra, nó mở ra, nó không có cái điểm dừng của nó. Nó làm cho chúng ta khi mà tiếp nhận cái này chúng ta cũng biết đâu là điểm dừng. Như vậy tốt hơn chúng ta đi về cái cốt lõi của nó. Tam tạng kinh điển Đức Phật để lại, chúng ta cố gắng đọc, chúng ta cứ đọc hoài, không hiểu vẫn cứ đọc. Học để nhớ chứ phải để hiểu. Ở trong lớp này nhiều lần sư cô cũng nói là giống như hồi nhỏ mình học mấy cái bài học thuận lòng, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hồi còn nhỏ xíu mình học cái đó mình thấy cái bông sen nó đẹp thôi chứ đâu có thấy gì. Nhưng mà lớn lên mình mới hiểu rằng đây là tư cách của người quân tử. Rồi lớn lên nữa mình hiểu đây là cái sự tinh khiết về mặt tâm linh của chư Phật. Chứ làm sao nhỏ xíu mà hiểu được. Thì chúng ta đến với kinh điển, chính kim ngôn của Đức Phật đó, chúng ta cũng đi bằng cái con đường đó. Hãy cố gắng mỗi ngày một chút, rồi dần dần chúng ta sẽ hiểu. Bởi vì chúng ta tu tập trong nhiều kiếp, bây giờ chúng ta cứ huân tập. Cái chữ huân tập này đó có nghĩa là chúng ta cứ đều đặn lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm khác, năm này qua năm khác, chúng ta huân tập. Huân tập để nó phát sanh trí tuệ. Trong cả ba trí văn, trí tư và trí tuệ. Hồi đó khi sư cô đi học ở trong ký túc xá, thì ký túc xá ở đó thì cái ký túc xá này dành riêng cho những cái sinh viên mà học về cao học và tiến sĩ. Thì có một cái cô đó ở Tích Lan, cô qua Ấn Độ cô học tiến sĩ về xã hội học. Cô này rất là dễ thương, có chồng và có hai đứa con. Thì cổ cũng là Phật tử. Khi cổ nói thế này: gia đình của tôi rất là hạnh phúc, và cái mà tôi lo sợ nhất đó, mà vợ chồng tôi vẫn nói với nhau đó, mà đặc biệt là tôi nói với chồng tôi đó, nếu mà anh chết rồi đó thì em không biết những ngày tháng dư lại để làm gì. Thì lúc đó sư cô mới nói cổ: dư những ngày tháng đó cho tôi đi. Tại vì tôi muốn trẻ lại được mấy chục tuổi đó, để tôi còn có thể là tu học được. Chứ người ta thấy trống rỗng khi người ta nhìn thấy cái pháp thế gian là tất cả cuộc đời của mình. Người ta không hiểu rằng cái vai diễn mà làm vợ, cái vai diễn làm mẹ, cái vai diễn mà làm cô giáo ở cái trường đại học này chỉ là một vai diễn thôi. Để từ những cái vai diễn đó,
chúng ta tạo nên cái hạnh gì? Vai diễn là người vợ, chúng ta tạo được cái hạnh gì, hạnh lành gì trong cái đời của ta? Cái vai diễn là người mẹ, ta tạo được cái hạnh lành gì? Cái vai diễn trong cái nghề nghiệp của chúng ta tạo được cái hạnh lành gì? Nếu chúng ta biết cái điều này thì chúng ta biết cái đời sống tâm linh. Và chúng ta cũng hiểu rằng khi những cái vai diễn này ra đi thì chúng ta còn rất nhiều vai diễn khác nó đang mời mọc ta. Chứ đâu phải nó ra đi là chúng ta vĩnh viễn đóng cửa cái cuộc đời của chúng ta. Bởi vì trong luân hồi, trong nhiều kiếp đó, chúng ta còn nhiều vai diễn nữa mà. Cho nên có những cái vai diễn chúng ta phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cho đến lúc nào mà chúng ta thấy nó ngán tới cần cổ rồi chúng ta buông nó xuống. Người ta đã đau khổ vì tình, người ta đau khổ vì hôn nhân, người ta đau khổ vì con cái. Cho đến khi nào mà ta cảm thấy là hết mức rồi đó, thì người ta mới biết rằng cánh cửa này nó đã khóa chặt lại rồi, hãy mở một con đường khác. Nhưng mà thế gian đó, do cái ái luyến của mình, do cái tầm nhìn hạn hẹp của mình, cho nên họ nó đóng cái cửa này thì chúng ta dùng sào ben đó, đồ cái giọng nó vô để mở mà chung vô trở lại. Rồi đó bế tắc nữa thì chúng ta giọng cái đầu chúng ta vô, nó bể cái đầu luôn, hết trí tuệ rồi, đập nát cái cuộc đời của mình để thỏa cái giấc mộng đau thương của mình. Đó là giấc mộng ngu xuẩn nhất trong kiếp người của chúng ta mà chúng ta không nhận được. Cho nên tất cả những cái vai diễn trên thế gian này để làm sáng lên cái đời sống tâm linh, đó là cái lý tưởng trong cuộc đời của chúng ta. Còn tất cả những cái khác đều là phụ tùng, đều là phương tiện. Những cái sự hiện diện của nó để chúng ta ứng xử mà làm sáng lên cái đời sống tâm linh. Mặc dù ngày hôm nay chúng ta chưa có làm được, nhưng chúng ta hiểu được, chúng ta biết được cái điều đó, thì chúng ta đã huân tập một cái nghiệp mới. Huân tập cái nghiệp này nó gọi là duy tuệ thị nghiệp, tức là chỉ có trí tuệ là cái con đường mà tôi đây tạo tác thành một cái thói quen. Cái thói quen bất cứ làm cái gì cũng đều để cho trí tuệ của mình phát sinh. Một là trí thế gian, hai là trí về mặt tâm linh. Con đường tu tập để làm sáng chói cái trí tuệ của mình mà thôi. Cái con đường tuyệt vời nữa, chứ không phải là chúng ta đó đi lên đi xuống, giữa đúng sai, giữa điên đảo, chúng ta loạn cuồng trong cái chỗ này không phân biệt được. Đời sống tiến hóa chúng ta ở đây, một người học sinh muốn học giỏi cũng phải tiếp cận được cái đúng, cũng phải xác chứng rằng mình làm bài toán này đúng, làm bài văn này đúng. Những cái sự tiếp nhận của mình do thầy cô giáo dạy, do sách giáo khoa, do sự học hỏi của mình đi cũng đúng đúng. Đời sống khi chúng ta làm gì cũng vậy, chúng ta làm sao cho nó tiếp cận với cái đúng. Còn nếu không, không nè. Khi mà sư cô làm việc chung với lại những cái nhóm mà làm công tác thuần túy gọi là khoa học kỹ thuật, ví dụ như kiến trúc, như xây dựng, như thi công chẳng hạn, thì sư cô thấy là ngạc nhiên ở cái chỗ sư cô nói thế này. Khi mình đi con đường khoa học là mình đi cái con đường của đúng này. Con đường của đúng có nghĩa là gì? Vì mặt chuyên môn mình thấy đúng nói đúng, mà thấy sai nói sai. Tại vì mình tôn trọng, mình tôn trọng cái yếu tố đúng, đó là đúng hành động. Nhưng mà không, cái thực tế nó không như vậy. Người ta thấy sai thì anh không dám nói. Tại sao? Tôi sợ mít lòng. Cho nên cái công trình nó bị tổn thương.
và nó phải chấp nhận cái sự nguy hại của nó, vì người ta nuôi dưỡng một cái sự suy nghĩ không khoa học trong ứng xử. Và đứng về mặt tâm linh, người ta không biết rằng đó là ác nghiệp. Để thấy chưa? Cho nên người ta đúng, học hỏi người ta đúng về cái ngành nghề chuyên môn, nhưng khi ứng xử và trong cái việc làm đó, ta không dám nói, sợ mít lòng bạn bè, sợ đủ thứ sợ hết. Và cái chữ sợ đó, mà nó không phải là sợ mình sai đó, thì nó là pháp bất thiện. Chỉ khi mình sợ mình sai đó là pháp thiện. Còn mình sợ mất lòng người ta, sợ không được người ta nó quý mến mình, mà mình không sợ rằng những cái điều không nói của mình, những cái thỏa hiệp của mình, nó đưa đến sự tổn thương về mặt công trình. Cho nên á, giữa cái kiến thức khoa học và giữa cái đúng trong cái đời sống tâm linh đó, nó khập khiễng, nó không có quân bình. Chứ không phải là người ta được đào luyện đó để học hỏi và tiếp nhận khoa học là cái đúng, đúng nói đúng, sai nói sai, để được đào luyện như vậy, nhưng khi ra làm việc chưa chắc. Và như vậy có nghĩa là năng lực thì có, nhưng mà khi tạo tác ra cái phương tiện của mình, cái phương tiện để mà tạo ra cái phước báu, thì giờ đây đó là nó tạo tác những nghiệp xấu ác. Thì như vậy giữa một cái đời sống tâm linh để xác định một cái đúng, một cái sai, và một cái vấn đề khoa học kỹ thuật đây. Khoa học kỹ thuật là một cái phương tiện, nhưng ứng xử bằng tâm linh mới có phước báo. Còn bây giờ phương tiện khoa học kỹ thuật có trong tay mà không ứng xử được cái đúng sai về mặt tâm linh này, thì đó là đi vào con đường sai đây, và đi vào con đường điên đảo đây. Đây là pháp bất thiện nằm tại chỗ. Cho nên người ta nói người trí thức cũng ác, mà ác rất là đa diện, chứ không phải là chỉ ác là giết người ta đâu. Đó là những cái ác nghiệp, đó là những cái nghiệp xấu. Cho nên trong đời mình á, mình có nhiều cái sợ lắm, nhưng duy có một cái để mà sợ thôi, còn tất cả những cái khác không có gì để sợ. Có một cái để sợ đó là sợ mình sai lầm, sợ mình đó ngu si. Dùng cái chữ ngu si thì bởi vì sư cô có giải thích rồi, ngu có nghĩa là dốt nát, không chịu học hỏi, chứ không phải không biết chữ, không chịu học hỏi. Còn si là tâm tối về mặt tâm linh, sợ cái đó nhất, còn ngoài ra không có sợ cái gì hết. Nhưng con người ta đánh đổi dữ lắm, nên chúng ta phải xem xét lại những cái điều này. Con đường tâm linh hết sức là gần gũi với chúng ta trong cái đời sống hàng ngày, nó không có đi đâu xa hết á. Đừng có tưởng sách Phật nó ở trong chùa mà người ở ngoài đời nó không có liên quan gì tới cái sách trong chùa hết. Thưa quý vị, sách trong chùa là nó ghi lại từ vô lượng kiếp cái đời sống thế gian như thế nào để mà nó đưa đến khổ đau. Và người ta không phải chỉ nghiên cứu mà ta còn phải hành trì 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới có thể hiển lộ được cái chân lý về tâm linh này. Không đáng để chúng ta học sao? Không đáng để chúng ta ứng dụng sao? Và từ những cái nhỏ nhặt nhất trong cái đời sống, chúng ta phải thấy những cái điều đó. Có một chút xíu thôi mà chúng ta lệch đi ngàn dặm. Mình ít có thấy rõ. Mình chỉ khi nào mình đi trên cái đường cao tốc nó đi tới này. Mà bây giờ mình chỉ cần xuyên lệch thôi, tức là nó có một cái ngã rẽ đây đó, rồi mình rẽ lệch ra, đi 6 tiếng đồng hồ chưa quay trở lại được. Thì cái mặt tâm linh nó cũng như vậy,
nó không đi được cái con đường này mà nó lệch qua một bên, thì nó cứ càng lúc nó càng xa. Lúc đầu thì nó chạy rà sát đây này, nhưng mà nó không vô trong được, nó rà sát đây. Nhưng mà cái con đường nó càng lúc nó càng xa. Tâm linh của chúng ta cũng y như vậy, không có sai khác gì. Và như vậy thì cái nghiệp xấu và nghiệp tốt khác. Nghiệp tốt nó phải đi con đường chân chính, nghiệp xấu nó phải đi con đường sai lệch. Và con đường sai lệch đây là nó sẽ đi cho đến lúc mà nó đi ngược lại với lại cái con đường chân chính thì đạo Phật đã vẽ ra, định hướng ra, đây là con đường chân chính, con đường tốt, và đây là con đường xấu. Hai con đường này nó nghịch chiều nhau. Nghịch chiều nhau. Tâm chúng ta, mình đây, đời mình có một cuộc đời đây, mà đi hai mũi tên khác. Cái mũi tên của con đường thiện và thiện trí, cái mũi tên của con đường xấu ác. Con đường đúng đắn đây, con đường sai lệch đây. Con đường này nó có cái nhân vô tham, cái nhân vô sân và cái nhân trí tuệ. Con đường này có cái nhân của tham, của sân và của si, định hướng. Và đây, hai cái chiều về mặt tâm linh này đó, chúng ta gọi nó là con đường đạo đức. Đạo đức nó sẽ phân nhánh hai con đường đối nghịch nha. Như vậy đầu tiên, trong cái phân loại nghiệp này đó, chúng ta phân loại theo đạo đức. Nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nghiệp thiện nằm đây, nó kết hợp với 25 cái sở hữu tịnh hảo đây, và nghiệp bất thiện kết hợp với 14 cái sở hữu bất thiện này. Nên đầu tiên khi chúng ta phân loại nghiệp, phân loại những điều chúng ta tạo tác, đi hai con đường đối nghịch này. Do cái sai lệch đi đến đạo điên. Đi như thế, và nó nghịch đường nha. Một đàn thì đưa đến cái khổ, một đàn đưa đến sự an vui. Rõ nét. Và 52 cái trạng thái này, thì đây 14 pháp bất thiện đây, luôn luôn nó có cộng theo cái phần sở hữu tự tha. Và đó 25 sở hữu thiện này đây nè, tịnh hảo này, nó cộng 13 cái sở hữu tự tha này. Như vậy khi phân loại nghiệp, chúng ta sẽ phân loại theo đạo đức, và trong đó có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Bây giờ chúng ta sẽ nói về nghiệp thiện đây. Đầu tiên nha, chúng ta sẽ nói những cái tâm bất thiện và tâm thiện này đó là trong tam giới. Khi chúng ta nói tam giới thì có nghĩa chúng ta đang nói tới dục giới, chúng ta nói đến sắc giới và chúng ta nói đến vô sắc giới. Đây, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đây là tam giới. Tam giới này đưa đi luân hồi trong 31 cõi. Thì nơi dục giới này đó, chúng ta chia làm hai. Dục giới này có bất thiện pháp và có thiện pháp. Còn sắc giới này á, là nó có thiền, thiền thiện sắc giới. Vô sắc giới này có thiền thiện vô sắc giới. Đó là chúng ta nói tam giới. Bây giờ chúng ta nói đến siêu thế. Siêu thế này đó là nó có đạo và quả. Yeah.
Bây giờ chúng ta nhìn cái bản chi pháp đi. Cái bản chi pháp này đó, cái bản chi pháp này đó, nó là cái rút gọn để cái tinh túy của cái chân lý về tâm linh, hay nói rõ hơn là cái tinh hoa của đạo Phật, cái linh hồn của đạo Phật, cái cốt tủy của đạo Phật nằm trên bản chi pháp này. Vì sao vậy? Vì đây đó đang nói đến hai pháp. Cái pháp tục đế nằm đây. Pháp tục đế có danh chế định và nghĩa chế định nằm đây. Pháp tục đế là pháp thế gian nằm đây. Và cái pháp gọi là chân đế đó, nó là cái bản thể của tất cả các pháp. Và pháp chân đế này nó chi phối tất cả những cái hiện tượng pháp của thế gian này. Thì nó gồm có tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Thì đạo Phật nói bao nhiêu đó, rồi từ từ mới chi tiết ra. Như vậy nơi đây 121 tâm này mới chia ra đây, là ở đây là cái tâm dục giới, đây thì có 54 tâm dục giới. Và ở đây sắc giới thì có 15, vô sắc giới thì có 12, đạo có 20, quả có 20, cộng lại tất cả là 121 tâm. Và như vậy con đường của chúng ta đi này, con đường mà bất thiện pháp đó, là những cái pháp mà nó sai lệch, nó đưa đến cái khổ đau của chúng ta, nó chỉ nằm gói gọn trong 8 trong tham, 2 trong sân và 2 trong si. Nếu chúng ta thoát ra khỏi cái con đường lầy lửa này thì một cái đại lộ thênh thang mở ra cho chúng ta, đó là các cái tâm thiện dục giới, tâm thiền thiện sắc giới, tâm thiền thiện vô sắc giới và tất cả những tâm siêu thể này đây, mở ra một cái đại lộ thênh thang. Nhưng mà tất cả chúng ta đó vẫn là cái người phàm phu, bởi vì chúng ta đó một chân trong và một chân ngoài. Chúng ta dẫm trên cái vũng bùn, chúng ta đã cố gắng để bò lên, để leo lên. Và khi chúng ta leo lên khỏi cái vũng bùn đó đó, chân chúng ta vẫn còn lấm bùn, một chân nữa chúng ta vẫn còn ngâm trong cái bùn đó, nhưng cả cái thân người chúng ta và hai chi trên nó đã nằm trên mặt đất rồi. Nhưng té xuống mấy hồi, lội xuống mấy hồi, cho nên chúng ta được làm người là chúng ta đã ngồi trên cái bờ ao đó rồi, nhưng mà chân chúng ta vẫn còn trong cái vũng bùn. Và nếu chúng ta không có gìn giữ, nếu chúng ta không có hiểu biết, thì chúng ta lại rơi xuống, lội trở xuống trở lại. Và chuyện đó thì Đức Phật cũng đã thấy rõ và đã xác chứng rằng cái người mà tiếp tục ngồi trên bờ này nè, thì có thể là chạy nhảy, có thể bay lên cao nữa đó, thì nó ít như hai cái sừng bò mà nó lội trở xuống cái vũng bùn này đó, là nó lông ở trên con bò nó nhiều đến như vậy. Bởi vì chúng ta không có hiểu rõ, cho nên chúng ta lấy cái pháp thế gian này đó là làm tất cả cái đời sống của mình. Chúng ta bám vào trong. Như nãy sư cô nói, cô mà học về xã hội học, cô nói khi mà cái người chồng cũng mất đi rồi, những năm tháng thừa thải còn lại cũng không biết phải làm gì. Thì kinh khủng chưa? Người ta nói rất là chân thật. Và nó không phải là tiếng nói riêng của cổ, mà đó là tiếng nói chung cho tất cả những ai đó còn thấy tất cả những cái pháp thế gian là hết cái đời sống tâm linh của mình. Người ta bám vào trong. Và từ ngàn xưa cho đến bây giờ, cho đến ngàn sau đó, người ta cũng rất khó bỏ. Cho nên quý vị thấy không, bất cứ cha mẹ nào cũng vậy đó, hiếm lắm mới có được cái gia đình đó, là có cái suy nghĩ thoát, là con trai con gái lớn lên đó, là phải lấy chồng lấy vợ, khổ cũng trói lại là không cho đi ra, tự giận mà chết đó cũng được, không có đi ra, đi ra mắc cỡ xấu hổ lắm. Vì thấy một cái tà kiến không, là nó nghĩ quá lệch lạc.
Quý vị có thấy một cái tà kiến nữa không? Là phải có con trai. Đẻ con gái là một cái tội của người phụ nữ. Nhưng mà ngày nay khoa học đang nghiên cứu thấy rằng sanh con trai hay con gái là do người đàn ông, không phải do người đàn bà. Nhưng mà tất cả từ cái gia đình chồng cho đến người chồng đó thì đổ riệt trên cái đầu người đàn bà. Nhưng mà tai hại ra đàn bà cũng ngu để thấy rằng đó là cái tội của mình, mà hành hạ mình. Kinh khủng quá. Thì thấy cái tà kiến đi, lệch lạc hết đi. Cho nên kinh Phật gọi dịch đó là những kẻ ngu si, tâm tối quá. Cho chúng ta cứ bám vào những cái pháp thế gian này mà coi nó là tất cả. Thưa không, vở diễn ở trên sân khấu đã xong rồi, và bây giờ diễn viên bước xuống cái sân khấu đó đi ăn cháo gà, chứ không phải đi xuống đất rồi vẫn diễn cái vở diễn đó được không? Đêm nay người ta xếp cho mình đó, đóng cái vai diễn này thì mình tròn cái vai diễn cho mình, để mình hiển lộ hết cái tài năng của một diễn viên. Và người diễn viên này có khả năng đóng những cái vai diễn khác cũng thành công. Thì chúng ta có mặt trên thế gian này, bất cứ vai trò gì chúng ta đóng là để hiển lộ cái phần tinh túy nhất, phần sáng suốt nhất mà chúng ta đã trèo được lên bờ đây. Cái đầu chúng ta đã ngoi lên được rồi, hai cánh tay chúng ta đã bện lên cái thành mặt đất rồi, chúng ta ngồi trên đất rồi. Cái phần cao quý này đây nè, chúng ta phải để cho nó hiển lộ lên. Còn nếu không, chúng ta bám xuống đó để chúng ta chui rút xuống đó. Hỏi chứ một người khi mà bất mãn cái đời sống hôn nhân của mình dữ quá rồi đó, và mình cũng vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng đó mình chỉ làm khổ mình thôi, thì mình tự giận mình chết. Mình để lại cái đàn con nhỏ nhất của mình mới có 12 tháng tuổi thì hỏi mình có siêu thoát không? Suy nghĩ đi. Đâu phải đó là giải pháp gì chứ. Người ta vẫn có thể vượt qua được. Người ta nói nếu mà mình ôm mấy đứa con mình đi ra mình chết đói rồi. Không đâu, không có chết đói đâu. Tại sao vậy? Tại vì ba đứa nhỏ nó có cái quả phước của mình. Có khi quả phước của mình kém hơn ba đứa con của mình, bốn đứa con của mình kém hơn. Chưa nói được nữa. Mình nên đừng có tưởng là mình phụ trùm lên cuộc đời của nó. Không, mình chỉ là cái người trợ giúp nó, nâng đỡ nó thôi. Và nó sống bằng phước của nó. Sao chúng ta không hiểu cái điều đó, để chúng ta bước ra cái cảnh khổ của mình một cách tự tại, đầy cái năng lực, đầy sự sáng suốt. Chúng ta lúc nào cũng thích ỷ lại, thích dựa chỗ này, dựa chỗ kia, dựa chỗ này, mà không dựa vào chính cái trí tuệ tâm linh của mình. Đây là điểm tựa duy nhất trên đường luân hồi của mình. Không có điểm tựa nào khác cả. Vì lẽ đó mà chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta quy y Phật Bảo là chúng ta nương tựa vào cái trí tuệ tâm linh này đó. Mà chư Phật là tượng trưng cho cái sự sáng suốt, cái sự tỏa rạng của mặt trời. Còn cái trí tuệ tâm linh của chúng ta là cái ngọn đèn trong căn nhà nhỏ của mình. Mình sẽ nối lên cái ánh sáng trí tuệ của mặt trời này để lúc mình càng rạng rỡ hơn. Đó là cái con đường mà chúng ta nương tựa duy nhất. Chúng ta nương tựa cha mẹ mình rồi cha mẹ mình cũng rời bỏ mình ra đi. Nương tựa bất cứ ai cũng có khi ta rời bỏ người khác trước thì sao? Rồi đường luân hồi ta kiếm ai để nương tựa? Không có ai để nương tựa cả. Chúng ta chỉ có quy y Phật Bảo, có nghĩa là chúng ta nương tựa vào cái trí tuệ về mặt tâm linh. Đầu tiên là chính chúng ta, và nối kết với lại cái trí tuệ
của chư Phật mà thôi, không có con đường nào khác. Như vậy về phương diện đạo đức, tức là cái phương diện mà chúng ta định hướng cái tâm của mình đi theo cái con đường mà nó thuộc về thiện và thiện trí, hay chúng ta đi con đường ngược lại, thì cái nghiệp của chúng ta nó cũng sẽ đi theo hai cái hướng này mà nó tạo nên cái luân hồi. Như nhiều lần chúng ta biết đó, đây là hai cái dòng nghiệp mà nó luân hồi trong nhiều kiếp của chúng ta. Thì vậy là cái đạo đức này là nó định hướng. Đây là cái đạo đức về tâm linh, không nói về đạo đức thế gian. Tại sao nói đạo đức về tâm linh mà không có nói về đạo đức thế gian? Bởi vì có những cái đó, đạo đức về thế gian và đạo đức về tâm linh trùng hợp nhau. Có những cái đạo đức về thế gian và đạo đức về tâm linh có khi đi ngược lại. Ví dụ, luật pháp Việt Nam cho phép người ta công khai phá thai. Và như vậy có nghĩa rằng luật pháp cho phép thì người ta không có quyền nói khác đi. Cho phép như vậy có nghĩa là nó không có lỗi, nó không có tội, nó không có đi sai với những cái quy ước của xã hội cho phép. Nhưng con đường này hoàn toàn nghịch lý với tâm linh. Bởi vì phá thai là giết người, và phá thai là ác nghiệp. Bây giờ một cái thống kê sơ đẳng thôi, tại Việt Nam mình mỗi một năm 300.000 ca phá thai. Phá thai mà còn tìm được xác của hài nhi đó là 300.000 ca. Thì chúng ta thấy cái ác nghiệp gieo xuống nó còn lớn hơn cái chiến tranh. Mà cái ác nghiệp này nó nặng hơn chiến tranh, là bởi vì chiến tranh nó còn có những cái mà nó nói rằng à, vì bảo vệ đất nước mà chúng tôi phải làm như vậy, vì bảo vệ cái sự sống của cái quốc gia mà người ta đã phải tranh chấp nhau và tạo nên cái chiến tranh. Và người ta đó là có đầy đủ cái năng lực để cùng nhau giao đấu. Bên này có binh sĩ, bên kia có binh sĩ, bên này có súng đạn, bên kia có súng đạn. Bên này có người coi như là chỉ huy, bên kia có người chỉ huy, thì nó giao đấu với nhau, nó ngang bằng với nhau. Còn cái này đó là mình giết một cái người đó hoàn toàn không có thể nào mà tự vệ được. Thì cái ác nghiệp này đó đối với mặt tâm linh nó khủng khiếp đến giường nào. Nhưng nó đâu có trái những cái quy ước xã hội, luật pháp cho phép mà. Cho nên ở đây sư cô không có nói tới cái đạo đức xã hội. Hãy hiểu đây là đạo đức về mặt tâm linh. Đạo đức về mặt tâm linh xác định rằng chỉ có con đường thiện và thiện trí ở đây. Con đường thiện và thiện trí này nó gồm có ba nhân: nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Bây giờ chúng ta diễn ra một cách ngắn gọn một chút. Cái nhân vô tham đây, vô sân, vô si. Cái nhân vô si này đó, ta có thể hiểu nó chính là trí tuệ. Nhân vô sân này chúng ta có thể hiểu nó là từ bi. Nhân vô tham này nó có nghĩa là ly dục, có nghĩa là vô nhiễm. Đạo đức về tâm linh chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi, không có khác hơn con đường. Như vậy luật phá thai nó là
vi phạm vào cái tâm sân, mà nó đi đến cái đỉnh cao của nó là cực ác. Cho nên có những điều thuộc về cái đạo đức thế gian thì nó không phải là đạo đức tâm linh, không có cái đó. Đạo đức thế gian là quy ước của thế gian, người ta thỏa thuận với nhau, người ta quy định với nhau là như vậy, người ta làm, người ta cho rằng cái điều đó người ta không vi phạm gì hết, điều đó là người ta cho. Còn cái quy luật của nó đi là quy luật của nó, không phải mình cho phép thì những cái quy luật đó nó có thể vận hành trái với cái bản chất của nó được. Và cái nghiệp bất thiện thì nó có nhân là nhân tham, nhân sân và nhân si. Và như vậy chúng ta gặp một cái con đường mà định hướng thì chúng ta thấy rõ hai cái hướng này nó đi đối nghịch nha. Như vậy con đường ở đây đó, nó là con đường luân hồi. Và cái con đường mà nó lên cái đỉnh cao này đó, nó là con đường của giải thoát. Hai con đường này đối nghịch nha. Con đường luân hồi này là con đường của bốn cõi khổ. Vậy cái nghiệp nó gieo xuống như thế này. Cái nghiệp gieo xuống nó nằm ở trong cái tâm tạo tác, tức là cái sở hữu tư nó hoạt động trong tất cả các tâm động tốc. Vậy chúng ta sẽ hỏi tâm tạo tác để làm nên cái nghiệp bất thiện là tâm gì? Thì tất cả chúng ta biết rõ nó là tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si. Tham có tám, sân có hai và si có hai. Và cái hoạt động nó như thế nào? Đây là sở hữu tư, nó sẽ cộng với tám tham, hai sân cộng với hai si. Thì cái này này nó sẽ kết hợp các cái tâm quấy nhiễm tham sân si, nó sẽ kết hợp với 14 cái sở hữu bất thiện này. Như vậy nó kết hợp với 14 sở hữu bất thiện. Cho nên trong cái bài giảng của sư cô đó, sư cô có giảng về tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si này đó, là giảng khoảng 40 tiếng. Còn cái bất thiện tập hiếu này cũng khoảng đó. Hai cái này đã giảng xong rồi, tư liệu đã có hết rồi, nhưng mà chưa nói hết đâu, chưa nói hết được những cái sự phối hợp của nó đâu. Chỉ là phát quả những cái nét mà coi như nó tương đối là nó nổi cộm nhất, phát quả nó qua thôi, chứ còn cái chi tiết của nó là cũng chưa có phải là nó hết đâu. Nhưng mà cách kết hợp với nó là như vậy. Thì như vậy đó, nơi đây nè, nơi đây nó có đó là các cái sở hữu tự tha. Đây các sở hữu tự tha nằm đây. Thí dụ như chúng ta nói này, cái sở hữu tư này đó, nó nằm trong sở hữu tự tha đây. Thì khi cái tâm tham, tâm sân, tâm si nó khởi lên ở động tốc này đó, thì sở hữu tư nó vẫn, sở hữu tư này nó vẫn là chỉ huy trưởng cho cái nhóm ác này, nó là đại ca trong nhóm, nó là thủ lãnh của nó. Nhưng mà khi nó xuất hiện trong các cái tâm thiện đó,
cái sở hữu tự tha nó vẫn đi theo. Mình xin lỗi, sở hữu tư nó vẫn đi theo và nó là thủ lãnh, nó là đứng đầu, nó là chỉ huy trưởng cho những cái pháp. Như vậy cái tâm mà nó tạo tác á, bao giờ đó nó cũng phải là nó nằm ở trong cái tâm động tác đây. Tất cả những cái tâm này nó mang tính chất chủ động để nó tạo tác, cho nên nó nghiệp là chủ động tạo tác ra, thì đó là nghiệp bất thiện này. Đó, cái phối hợp như thế này. Thì cái bài toán giải chúng ta là chúng ta phải giải các cái tâm tham này, giải hai tâm sân, giải hai tâm si, giải 14 cái pháp bất thiện này, cái nào nó kết hợp với tham, cái nào kết hợp với sân, cái nào nó kết hợp với si. Những sở hữu tự tha này nó phối hợp ra làm sao, thì những cái pháp bất thiện khi nó khởi sanh lên trong tâm chúng ta và nó hiển lộ qua cái lời nói của chúng ta, nó hiển lộ qua tất cả các cái cách ứng xử của chúng ta, thì đó chính là nghiệp đang được tạo tác. Chúng ta gieo nghiệp xuống đó. Như vậy đây là nghiệp bất thiện này. Bây giờ khi chúng ta nói nghiệp thiện, thì chúng ta vẫn nói sở hữu tư. Sở hữu tư cộng với lại các cái tâm thiện. Thứ nhất là chúng ta có tâm thiện dục giới. Đây, tâm thiện dục giới gồm có 8. 8 thiện dục giới. Bây giờ chúng ta có các cái tâm thiền thiện sắc giới gồm có 5. Thiền thiện sắc giới có 5. Ở đây là thiền thiện vô sắc giới. Thiền thiện vô sắc giới có 4. Như vậy là tâm thiện dục giới, thiền thiện sắc giới, thiền thiện vô sắc giới. Và đây chúng ta sẽ có 20 tâm đạo. Siêu thể. Đó là tất cả những cái nghiệp thiện của chúng ta tạo tác ra như vậy. Cho nên khi mà chúng ta đi vào con đường tu tập á, mà chúng ta thoát một chút cái đời phàm phu của mình á, là khi bất cứ một cái gì đó khởi lên cái suy nghĩ trong tâm, liền chúng ta hỏi đây là thiện hay bất thiện, chúng ta biết được. Bởi vì nó có những cái trạng thái tâm khởi lên. Quý vị nghe lại cái bài giảng của sư cô giảng về tham sân si, về 14 cái bất thiện tập yếu, thì sẽ khảo sát một lần nữa để thấy những cái trạng thái tâm của mình khi khởi lên, thì như vậy nó nằm trong cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Bởi vì khi nó khởi lên là nó tạo tác trong động tâm, nó tạo tác như vậy thì nó tạo nên cái nghiệp bất thiện hoặc nghiệp thiện. Thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đang định hướng con đường của tâm linh của chúng ta đi lên hay là chúng ta đi đối nghịch lại, chúng ta có thể kiểm tra được. Và tu nằm chỗ này, tu nằm ở chỗ đó, thấy rõ trong tâm mình. Và mình cũng như một cái người tài xế, khi mình thấy rõ cái con đường này đó, nó đụng vô cột đèn, con đường này nó lao xuống hố, thì cái người tài xế lập tức bẻ cái bánh lái để đi trên cái con đường mà nó đưa mình đến đích một cách an toàn. Vậy thì chúng ta lèo lái cuộc đời của mình, thì chúng ta phải thấy rõ rằng cái tâm chúng ta vừa khởi lên những cái ý, những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ này nó thuộc về thiện hay bất thiện, chúng ta phải xác định rõ. Khi chúng ta xác định rõ được rồi thì chúng ta đó hỏi với mình hợp tác với ai đấy. Là bởi vì chúng ta hiểu rằng đó, khi một cái pháp bất thiện mà nó chiếm lĩnh trong cái tâm của mình rồi đó, thì khi nó chiếm lĩnh rồi trong cái suy nghĩ của mình á, nó sẽ từ trên cái hệ thần kinh á,
nó điều động hết toàn bộ các cái tế bào, các bộ phận trong cơ thể này để nó hiển lộ cái tâm đó lên. Nếu con người này vì cái dục vọng nó sẽ hiển lộ ra. Nếu con này vì tâm sân nó sẽ hiển lộ ra. Con người này vì si nó sẽ hiển lộ. Và trong đời thường chúng ta thấy được, khi một người ta cầm cái bàn tay của người khác với cái tốt đẹp nó hiển lộ khác, mà nó cầm với cái dục vọng của nó khác, một cái con mắt nó nhìn với lại cái thiện lành nó khác, mà với cái dục vọng nó khác. Nó nhìn để kết nối một thiện cảm khác, mà nó nhìn để nó quan sát và nó giết chết khác. Cái từ trường nó toát ra khác, nó hiển lộ trên từng tế bào cơ thể của người ta. Vì vậy chúng ta thấy khi nghiệp tạo ra khởi lên từ ý, nó làm chuyển động toàn bộ cái thân, đi trên cái hệ thần kinh, làm chuyển hóa toàn bộ các cái tế bào. Cho nên khi mà chúng ta ăn thịt súc sinh đó, nó thú vị từ trong cái vùng lưỡi này, nhưng nó đi từ cổ nó xuống đây đó, xuống cơ thể chúng ta đó, thì cái phản ứng về màu á, cái phản ứng về màu đỏ và màu đen á, nó sẽ nhuộm khắp. Đó là cái dấu ấn không có thể nào phai được trong cái sắc pháp này. Dẫu cho quý vị có lý luận cách nào đi nữa, thì khi mà những cái con vật đó nó chết rồi đó, thì những cái rung động trong từng tế bào của nó, khi nó vào cơ thể cái chúng sinh khác, sự rung động của nó vẫn giữ được. Nó là một cái năng lượng, nên nó pha trộn vào, nó làm biến đổi cái dòng máu người này đây, nó làm cho thanh tối hơn, nó làm cho dữ dằn hơn, thì nó làm cho dục vọng được kích thích nhiều hơn. Đó là một cái sự thật mà chúng ta cần phải sáng suốt để mà phục vụ cho cái lưỡi này đây nè. Cái xin lỗi nó từ cổ xuống đây là nó biến thái rồi. Một cái rau cải mà nó đi từ cái tận cổ này nó xuống đây đó là nó biến thái rồi. Nó sẽ là những cái màu nhẹ nhàng, những cái màu sắc, nó làm im dịu những cái sắc pháp này. Những cái màu đỏ và cái màu đen của thịt động vật đó, nó nhuốm khắp châu thân này và nó tẩm luôn vào trong cái hệ thần kinh và tế bào. Và cái này nó không dừng lại ở trong một kiếp này đâu. Nó mang đi từ trong những cái cảm thọ, khi nó được khởi dậy từ trong cái vùng lưỡi với là cái tế bào thần kinh lưỡi này đây, nó làm rúng động toàn thân. Còn nó khi ra khỏi cái cảm thọ, nó đi từ đây xuống thì nhiễm hết châu thân. Ai cãi đi, nói đi, trừ khi mình đã thành Phật rồi, thì cái phước báo đó, tất cả những cái thức ăn gì mà đặt trong bình bát của chư Phật, và chư Phật đặt vào trong miệng này, thì nó không còn những cái điều đó. Vì cái hệ thần kinh của một cái vị Phật, khi mà nó lan tỏa khắp toàn thân này khác rồi, nó được chắc lọc từ 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp rồi, nó khác rồi, nó không phải như phàm phu chúng ta đâu. Cho nên nghiệp nó không có đơn giản là chúng ta chỉ tạo tác mà thôi. Tất cả những gì chúng ta tạo tác đều rúng động toàn thân, rúng động toàn tế bào và biến đổi tất cả những cái sắc pháp này. Và nó lưu lại những cái tiềm năng xấu ác đó, không phải trong một kiếp mà nó sẽ đi trong nhiều kiếp. Và nó chỉ chờ có những cái điều kiện để nó nối kết với nhau mà thôi. Vì vậy đây đó, là chúng ta sẽ học rằng nghiệp và quả nghiệp, nhân quả này là vô ngã. Có nghĩa là khi chúng ta gieo xuống rồi thì nó có cái luật vận hành của nó, không thể nói khác. Bây giờ quý vị lý luận đi, rồi quý vị đưa cho người ta xét nghiệm đi. Lúc mình ăn xong á, những cái thịt đó đó, nó sẽ đưa vào cơ thể đó cho người ta kiểm nghiệm đi, xem lời Phật dạy có đúng không. Cho nên không phải ăn chay mà thành Phật, không phải. Nhưng mà nhẹ bớt chút gì mừng chút đó. Sự hiểu biết của mình
làm cho mình giảm được một chút mừng một chút, giảm được một chút mừng một chút, vậy thôi. Nó không thể khác hết. Mặc dù ăn chay mà mình tham ăn thì nó cũng giống như ăn mặn mà tham ăn thôi. Nhưng mà hai cái tham ăn này nó có chút xíu khác đó. Nó cũng dẫn từ trong vùng lưỡi này đó, nó đưa ra những cái kích thích mà nó mang cái tính chất nghiệp quả từ nhiều kiếp. Đó là cái khẩu vị về ăn uống. Nhưng mà cái thịt của động vật, là sư cô nói rằng những cái rung động trong những cái tế bào thịt của nó và cái năng lượng xấu của nó, khi nó qua khỏi cái cổ họng rồi nó biến đổi. Còn cái tham ăn những cái món đồ ăn ngon của con trai thì nó thuộc về tâm, nhưng mà nó xuống tới đây đó, cái tác động của nó yếu, nó không có mạnh mẽ như là cái thịt của loài động vật. Chúng ta thử nghĩ nè, mình không có cái chuyện gì mà người ta đặt trên đầu mình, người ta quấn mình, gãi tay gãi chân, cái lòng của mình nó bức xúc đến giường nào. Mà hơn nữa nó giết mình chết, nuốt cái thịt của mình vô, cái hận này sao phai được. Con lớn cũng vậy, con bé cũng vậy chứ, thì chưa kể con này nó thấy con kia nữa chứ. Chúng ta hãy xem những cái thước phim về thế giới của loài vật, để chúng ta sẽ xem xét rằng cái đời sống của những con vật này nó có tính người hay không. Chúng ta phải, và chúng ta hãy xem xét tất cả những ác nghiệp con người, để mình nhìn thấy rằng con người này nó có tính cầm thú hay không. Mà loại cầm thú thấp hèn thô bạo, không phải loại cầm thú mà nó đã nâng cấp cuộc đời nó rồi, khác lắm. Cho nên cái khả năng mà con người ta làm người đây này, khả năng làm người đây, người ta vẫn có thể đó tuột xuống những cái hàng đau khổ quá dễ dàng, quá dễ dễ lắm, không có khó chút nào cả. Cái đi lên mới khó. Cho nên nhớ rằng khi chúng ta gieo xuống nhé, ý chúng ta đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu. Một cái chớp mắt của chúng ta là 1.000 tỷ sát na. Hãy chớp mắt một cái thấy 1.000 tỷ sát na. Một giây đồng hồ 250.000 tỷ cái tâm này đây. Tâm tạo nghiệp đấy nè. Vậy thì quả nghiệp chúng ta có lặp đi lặp lại không? Thấy rồi. Gieo xuống là nó trổ mà. Gieo xuống là nó trổ mà. Một cái chớp mắt 1.000 tỷ. Một giây đồng hồ 250.000 tỷ. Vậy đời chúng ta có buồn 5 phút không? Hay buồn tới 50 phút? Hay buồn 5 ngày? Hay buồn cả năm, cả tháng, cả đời? Thì hãy hiểu rằng cái giá mà chúng ta gieo xuống đó, chúng ta trả bao nhiêu, hãy đếm đi. Hãy đếm đi. Hãy thất tình và tự tử đi, để hiểu rằng ta đã ác với ta dường nào. Ta không cho phép ta làm người nữa, cũng chỉ vì đó ta không có chiếm hữu được cái ảo ảnh của ta. Và ảo ảnh của ta chỉ là cái bọt xà phòng thôi, mà làm sao có thể chiếm hữu được. Thưa quý vị, không có ai làm hài lòng ta đâu. Chẳng qua là gì đó, người ta muốn chiếm một cái gì đó mình, cho nên người ta cố tỏ ra là để cho mình được hài lòng. Mình tưởng là như thế thôi. Và không có ai có thể sát nhập hai cuộc đời vào một cả. Chỉ có cái ảo ảnh của chúng ta thì chúng ta mới để cho mình thuộc về người khác. Và chỉ có ảo ảnh chúng ta mới chấp nhận người khác thuộc vào mình. Nhưng mà tuy hai mà một, mà cuối cùng tuy một vẫn là hai. Ta vẫn đi bên cạnh mà, ta đi bên cạnh cuộc đời nhau mà. Đâu có đâu, tất cả chỉ là ảo tưởng. Vậy tại sao ta phải suy sụp? Vậy tại sao ta phải hận trong lòng? Vậy tại sao ta phải than thân trách phận suốt cuộc đời của ta? Mà tất cả những cái đó là gì? Tất cả những đó là con đường tâm tối chúng ta đã gieo xuống,
không biết bao nhiêu lâu. Và chúng tôi, chú cô có nói thế này, cái giọt nước mắt trong đêm của mình á là những cái giọt axit nó đã hủy hoại cái huệ mạng của mình mà mình không biết. Cho nên nghĩa địa ban đêm á là cái tiếng khóc của ma vẫn rền rỉ nơi đó. Ma nó khác với quỷ là chỗ nó khóc, nó buồn, nó thở than. Đó là tâm trạng của ma. Sống cũng là ma, chết cũng là ma, không biết chừng nào mới siêu thoát được. Còn quỷ thì không, nó khóc đó rồi nó sẽ hét lên và nó sẽ đập phá, nó hủy hoại tất cả. Sống nó vẫn làm vậy, chết nó vẫn làm vậy. Chừng nào nó thấy rõ ra rằng tất cả những sự hét lên đó, sự đập phá đó, cái sự mà hủy hoại đó đó chính là nó hủy hoại cái huệ mạng của nó, thì nó mới không dám làm. Còn không nó làm hết. Và nó nằm ở đâu? Nó nằm trong những cái nhân mà nó thuộc về tham sân si của mình, nó xuất hiện trong tâm của mình đây. Ma quỷ ở đâu? Bốn cõi khổ ở đâu? Nó tìm phục trong cái tham sân si có sẵn nơi mình. Chỉ cần làm nó mạnh mẽ hơn lên thì bốn cõi khổ này khổ nào cũng nếm trải được hết. Từ địa ngục thấp cho đến cái địa ngục xa hơn nữa, nó ở sâu trong lòng đất, rồi nó lần lần nó lên, rồi nó mới thành quỷ đói, rồi nó mới thành súc sinh, rồi có khi nó là Atula lang thang giữa cái đúng và cái sai đó không biết bao nhiêu kiếp. Rồi làm người rồi, có phước làm người rồi, nhưng mà những cái khuynh hướng thuộc về đau khổ đó nó vẫn là một khuynh hướng quá mạnh, không kiềm chế được, không kiểm soát được, không tự chủ được. Và nó có một cái động lực, nó gọi là những cái kiếp sự, nó sai khiến trong tâm của mình đó, khiến mình nói tại sao tôi biết hết mà tôi vẫn ngu như vậy. Ngu gì? Vì hai cái năng lượng, một cái năng lượng lành và cái năng lượng xấu của mình á, thì cái năng lượng lành nó khởi lên, nhưng mà năng lượng xấu nó mạnh quá cho nên nó áp đảo xuống. Và vì vậy khi nào nó yếu rồi đó thì cái năng lượng lành nó lên đó, thì mình hối hận, mình khóc. Nhưng rồi sau đó nó vẫn chi phối trở lại. Và có thể cái quan trái chính trong cái lòng mình á, là ở chỗ đó mình không thoát ra được cái này. Tại sao tôi biết hết mà tôi vẫn làm sai vậy cả? Tại vì những cái năng lượng xấu của tôi quá mạnh, và những cái năng lượng này chưa có mạnh bằng, nó phải thuốc. Cho nên trong tâm chúng ta nó có một cái cuộc tranh giành giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, có cái cuộc đấu tranh. Nhưng đấu tranh quá nhiều hình thức, cho nên chúng ta không biết cái chỗ nào chúng ta sẽ dừng lại là tốt cho mình đấy. Và cái chỗ nào là cái chỗ mình đi quá xa đây, chưa biết. Vì vậy mà chúng ta phải hành thiền, để khi cái hơi thở chúng ta đó mà nó đứt khúc, khi mà cái hơi thở chúng ta nó hỗn hển, khi mà hơi thở chúng ta nhanh, khi cái hơi thở chúng ta gấp rút, chúng ta biết đó là pháp bất diệt. Vì nhiều khi đó cái tư duy của chúng ta thuộc về cái trí tư, chúng ta không đủ sức để giải đáp. Những cái kiến thức thuộc về tâm linh chúng ta không đủ sức để giải đáp, chúng ta giải đáp bằng hơi thở. Vì hơi thở đó là cái thông điệp về sức khỏe thể chất, và một cái thông điệp về cái hoạt động của nội tâm, nó đi con đường thiện hay đi con đường bất thiện, nó sẽ giải đáp cho chúng ta để chúng ta có sự chọn lựa. Chọn lựa trong suy nghĩ trước, nhưng mà với một cái tập khí mà nó thành nghiệp, nó thành cái thói quen, nó quân tập, nó đã ghi nhận ở trong cái sở hữu tưởng này đây. Và sở hữu tư này khi nó hành động là nó lặp lại những cái quá khứ nó đã hành động như thế rồi. Bây giờ cái lực chi phối của nó rất mạnh đây, thì chúng ta lại phải tập để sửa đổi. Cho nên chúng ta biết rồi, chúng ta nguyện là sẽ sửa.
nó sửa một lần không được, chúng ta tập sửa nữa, tập sửa nữa, tập sửa nữa, tập sửa nữa, tập quay. Cho nên tu là có tập, để cho cái kiếp cuối của mình á, chỉ cần nghe qua một cái là tất cả những cái mà trước nay mình cứ bị nó đá qua đá lại là nó rụng xuống không còn. Thấy không? Cho nên thời Đức Phật có những cái gì đó, cái bài pháp 4 câu, nghe câu thứ nhất là đắc quả la hán. Có người tới câu thứ hai, có người tới câu thứ ba, có người tới câu thứ tư. Có người một cái bài pháp vậy chưa được, phải giảng thêm chút nữa được. Có người giảng thêm chút nữa chưa được, phải có những cái bài pháp dài hơn mới được. Có những người bài pháp dài hơn cũng chưa được, cho nên là phải học nhiều bài pháp. Rồi học nhiều bài pháp cũng chưa được, thì phải học tới đâu thì phải hành tới đó. Chứ đâu có phải ai nghe một câu cũng hốt nhiên hoát ngộ được đâu. Là do cái năng lực hành trì của mình từ nhiều kiếp. Cho nên nhớ rằng bất cứ những cái gì chúng ta tạo tác trước, trong Di Diệu Pháp nói rằng khi chúng ta tạo xong nó trổ quả ngay. Chúng ta còn một cách nói nữa là khi mà chúng ta tạo tác ra nó trổ cái quả, có nghĩa rằng nó đã có một cái tiềm năng tốt hoặc nó có một cái tiềm năng xấu. Cái tiềm năng này để làm gì? Để khi chúng ta tái sanh bất cứ một cái cảnh giới nào thì trong những cái điều kiện sống chúng ta nó sẽ nối kết. Nó nối kết để làm gì? Để nó hiện hình cái quả của chúng ta. Nếu không đâu hiện hình. Này, trong số những người bạn bè của mình đó, hồi nhỏ mình đi học đó, bây giờ mình kết với một cái người này để kết hôn, hoặc là không phải những người bạn đó mà chúng ta gặp trong những cái tiệc tùng, gặp bất cứ đâu, rồi cuối cùng đi đến kết hôn, thì như vậy cái mà chúng ta đi quyết định đến là câu thông cái cuộc đời của mình với cuộc đời người khác đó, là nó đã có một cái tiềm năng ở bên trong. Cái tiềm lực này nó có rồi, nó câu thông. Có nghĩa rằng nhân quả với mình với cái người này nó đã có từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ gặp nhau đây đó, thì những cái cũ nối kết lại. Rồi nó nối kết á, cái giai đoạn nào là cái giai đoạn thuận duyên và giai đoạn nào nghịch duyên thì nó có rõ. Nó rất là rõ, chỉ vì chúng ta không chấp nhận thì chúng ta không thấy rõ mà thôi. Chứ nó rất là rõ chỗ đó. Mình thì thích cái gì đang xen thế này. Nói với nhau những cái lời không ra gì hết, nhưng chút xíu vẫn thân thiết. Rồi lại nói nhau những lời không ra gì hết, rồi lại thân thiết. Nói lời cắt đứt, rồi lại nói lại cắt đứt, rồi nói lại. Cái gì vậy? Cái đó là cái ngập ngừng. Cái đó là nửa này nửa kia. Nhưng tất cả đều chứa đựng cái sự yếu đuối và cái sự thiếu sáng suốt của mình. Còn nếu chúng ta nhận rõ thì chúng ta hiểu rằng cái mà chúng ta gieo xuống thành cái quả để tìm lực ngày hôm nay nó nối kết với một cái hoàn cảnh xung quanh này. Chúng ta biết con đường nối kết này thiện hay bất thiện, chúng ta biết thì chúng ta xử lý nó được. Nhưng muốn xử lý nó phải có một năng lực làm cực mạnh, cực sáng suốt mới làm được. Còn nếu không, chúng ta cứ trồi lên sụt xuống vậy để mà mới trầm luân trong cái đời sống này, để mới luân hồi rồi mới chìm nổi với nhau. Nhưng người ta cứ kết bè với nhau vậy để mà chìm nổi nghiệp đấy. Thân thể này với cái hệ thần kinh này nó phải phù hợp với tất cả tư tưởng, suy nghĩ, tình cảm của ta, nó phù hợp, nó ăn khớp. Mình với ta tuy hai mà một mà. Cho nên gọi tên mình lên thì có nghĩa là thân tâm này chính là mình. Vì nó rất là nhịp nhàng. Tất cả đều là quả với nhau mà. Kết hợp. Như vậy chúng ta đã thấy thế nào là cái nghiệp thiện, thế nào là cái nghiệp bất thiện. Phân chia theo cái mặt đạo đức tâm linh, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện chúng ta có. Nhưng mà trong cái phần này có một cái phần ghi chú đặc biệt mà chúng ta phải nói đó. Có những sở hữu tư hoạt động không tạo nghiệp. Đó là cái phần ghi chú của mình.
Vậy cái công thức chúng ta nhớ nha. Tạo nghiệp thì chủ động, mà nhận cái quả nghiệp là thụ động. Như vậy có những cái sở hữu thư nó vẫn hoạt động, nhưng mà nó hoạt động trong tâm quả, nó hoạt động trong những cái tâm duy tác, thì nó hoàn toàn nó không có tổ quả. Vì quả là thụ động, thụ động, quả là thụ động. Còn duy tác này thuộc vào dạng đặc biệt đó, là nó hành động nhưng không tạo quả. Nhắc lại nha, có những sở thổ tư hoạt động nhưng mà không tạo nghiệp, đó là nó hoạt động trong các tâm quả, nó hoạt động trong các tâm duy tác. Trong tâm quả thì cái hoạt động của sở hữu tư nó là nằm dưới một cái trạng thái thụ động, tức là nó lặp lại những cái gì nó đã làm rồi thôi, nó không còn tính chất chủ động. Còn cái duy tác này đó, cái đặc điểm của duy tác là nó chỉ hành động mà nó không tạo nghiệp, vì đó là cái hoạt động của một bậc thánh, của vị Phật. Và cái này đã nói nhiều lần rồi, bây giờ đó là gặp lại để cho chúng ta thấy rồi, không thể biết rồi. Nó có một cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện. Khi chúng ta gieo cái thiện xuống, nó sẽ trổ quả, nó trổ quả thiện. Khi chúng ta gieo cái bất thiện xuống, nó vẫn trổ quả, quả bất thiện. Nhưng mà cái duy tác nó khác. Cái duy tác nhiều lần á, sư cô nói như vậy, đây á, khi mình hành trì về cái pháp thiền tứ niệm xứ á, thì đây chính là cái huệ nhãn. Cái huệ nhãn này đây là nó chiếu xuống đây, nó quan sát, nó thấy biết cái pháp thiện và nó thấy pháp bất thiện. Thì đó, cái huệ nhãn này nó thuộc về trí tuệ mà. Trí tuệ là đỉnh cao của thiện, nhưng mà nó không nằm trong cái thiện đưa đến luân hồi. Chị hiểu này chưa? Và đây là cái tuệ giác này là của chư Phật đây. Vì vậy mà khi chúng ta hành thiền đó, là những cái trạng thái tâm tốt của mình khởi lên biết, những trạng thái tâm xấu của mình khởi lên biết. Chị thấy biết như vậy thôi, để nó xuất hiện bất cứ lúc nào chúng ta đều thấy biết hết. Còn cái mà chúng ta hành thiền đó, mà chúng ta lệch lạc, nó nằm ở chỗ này. Sáng nay khi mình ngồi thiền, mình thấy sao cái tâm mình nó nhẹ nhàng, hoan hỷ lắm, mừng vui. Cái nay hành thiền vậy rồi, sướng quá, tốt quá, hành thiền an lạc quá. Thưa quý vị, lúc mình hành thiền mà mình thấy nó nhẹ nhàng, nó hoan hỷ đó, lúc mình thấy đó, nó chính là huệ nhãn. Nhưng lúc mình nói vui quá, hành thiền an lạc quá, hưởng sự an lạc, pháp bất thiện đã khởi lên, và khi đó không còn huệ nhãn nữa. Thì thấy cái thiền, thiền tứ niệm xứ đi vậy. Thành ra một cái vị mà trở thành Phật đó, thì tất cả cái nhìn người ta xuống, cái đời sống này, tất cả các pháp đều nhìn bằng cái huệ nhãn này. Cho nên nó không đi trong luân hồi nữa. Nó không có thiện để trổ quả thiện, mà nó không có bất thiện để trổ quả bất thiện, mà nó là cái nhìn sáng suốt. Nó không còn dính vào chỗ đó nữa, mà nó là đỉnh cao của thiện, nên nó không có trong luân hồi. Tại sao vậy? Vì tất cả những pháp thiện và pháp bất thiện này, nó là đề mục để quan sát. Vì thấy chưa, thấy cái giá trị của cái việc hành thiền chưa? Lần lần chúng ta sẽ thấy những cái điều này, để chúng ta hiểu rằng cái điều này cực quý cho cái kiếp người của chúng ta. Thì vậy cái duy tác á, là khi nào cái cách hành thiền này đó nó thành tựu viên mãn, để cho cái vị này thành Phật.
Thì khi cái vị này thành Phật mà còn nhục thân ở thế gian này đó, thì khi người ta vẫn ăn mặc ở bệnh, vẫn ứng xử như thường, nhưng mà nó bằng cái duy tác này, cho nên nó không có tạo nên cái quả này. Thành ra sở hữu tư nó hoạt động trong duy tác, nhưng mà nó không tạo quả. Còn cái mà tất cả những tâm quả của mình đây đó, thì nó là nằm vào cái thụ động. Tức là hồi nãy sư cô có giảng rằng là cái quả là cái phản ứng trở lại này. Thành ra khi mà cái quả nó trổ xanh đó, thì cái sở hữu tư nó nằm trong đó, nó chỉ là một cái hoạt động tái lập lại, nó không có chủ động. Trước đây làm sao nó giờ nó y vậy, nó trổ y vậy. Bởi vì mà sư cô mới nói với quý vị cái con này đó, à, hỏi chứ lần trước sư cô nói cái đó là một cái bài toán giải về nghiệp của mình đó, là khi mình nhận cái quả xấu, mình là A thôi, mình nhận quả xấu từ B này. B này đó là xấu với mình đây. Khi mình nhận cái quả xấu từ đây, thì thông thường cái phản ứng của mình á, là cái phản ứng của sự đau khổ. Tức là mình khổ, mình không có chấp nhận được, mình không có chịu đựng được cái này. Thì đây là một cái phản ứng tâm tốt mà tất cả chúng ta đều diễn. Đầu tiên khi người ta gọi là hại não mình á, thì mình buồn, mình khó chịu, mình bực bội lắm. Thì đây là một cái phản ứng. Phản ứng này có trong nhiều kiếp. Và cái phản ứng này nó chỉ để tăng cái mối quan hệ xấu giữa đôi bên. Và nó chỉ là tạo một cái điều kiện để cho cái quan trái giữa đôi bên đó, nó được bùng nổ tiếp theo mà thôi. Nhưng chúng ta không ai thoát được. Chúng ta phải vướng vô rồi thì chúng ta mới tính cái cách thoát được. Thành ra cái cách thoát lần trước sư cô giảng rồi, nay sư cô nói lại một lần nữa vì vậy nhân cái việc này mà mình nói. Là như vậy, khi mình A nè, mình bị B nó tấn công xấu, mình phản ứng của mình là khổ. Hoặc cái phản ứng của mình đó, là mình cũng chơi xấu lại y vậy. Đúng vậy không? Thì cái con đường này, cái con đường nối kế của quan trái này. Nhưng mà khi mình bắt đầu cái đời sống hành trì của mình, thì lúc đó đó, khi mình hành trì về cái pháp niệm tâm, mình thấy tâm mình buồn, mình thấy cái tâm mình đó bức xúc, nó tức giận, nó muốn ăn miếng trả miếng, thì mình xác định rằng đây là cái tâm sân lên khởi lên. Vì thấy rõ chưa? Là cái thấy đầu tiên để cho chúng ta không phản ứng liền cái này, bởi vì chúng ta đang bận thấy cái tâm chúng ta nó nổi sân lên. Một cái thấy thứ hai nữa là chúng ta thấy cái người mà họ đang dữ dằn với chúng ta đây, họ cũng bị cái tâm sân hành hạ họ. Cái tâm xấu ác này nó hành hạ họ. Và cái thấy thứ hai, cái thấy thứ nhất là thấy nơi mình đây, thấy thứ hai là cái thấy nơi cái gì, cái thấy thứ ba của mình là sao? Cái thấy thứ ba của mình á là mình thấy rõ rằng ngày hôm nay những cái gì B mà ứng xử với mình đây đó, chính là mình cũng đã từng làm như vậy với người ta. Là cái thấy thứ ba. Thấy cái người này đang gieo xuống cái nhân nè, và mình là cái người gặt cái quả. Và cái nhân này nè, cái người này gieo xuống như thế nào thì tiền kiếp mình gieo y như vậy. Thì như vậy cái chỗ này là cái giải cái mối nghiệp ra, để mình hiểu rằng là mình có tiếp tục con đường nhân quả với người này hay không, hay là tới đây chúng ta tắt. Vì vậy cho mới nói là khi mà cái quả xấu ác của mình nó trổ xanh á, thì mình nhận cái quả này, mình nhận cái quả này, cái quả này nó thụ động. Nhưng mà mình phản ứng bằng cái tâm buồn của mình, bằng cái tâm bực tức, bằng cái tâm đau khổ của mình, đây là mình gieo xuống, thì mình kết nối cái đường quan trái đi. Nhưng khi quan sát để thấy tâm mình,
để thấy cái tâm người khác, để nhận ra cái tiền kiếp mình gieo cái nhân như thế nào. Thì đây là cái bóng, cái nhân tiền kiếp của mình nó in hình lại, giống như đến mình soi gương vậy nè. Thì cái mặt mình in trong cái gương như thế nào thì bây giờ mình thấy lại cái khuôn mặt đó. Trong cái gương nó có khuôn mặt mình, nhưng nó không phải cái mặt của mình, nhưng nó y chang cái mặt của mình. Đây là cái gương của mình đây. Thế nên mình soi, mình thấy những cái hành động, những cái hành vi cử chỉ mà người này đối với mình đó, mình nhận ra tiền kiếp mình đã làm y như vậy, và cái bộ mặt của mình nó in hình lại trong cái tấm gương đó. Giờ đây đó, nó hiện ra cho mình thấy. Và mình có phải là nạn nhân đó, thì mình mới cảm nhận được tất cả những cái nỗi niềm của nạn nhân. Để rồi mình sẽ hỏi mình đó, tiếp tục hay không tiếp tục, mới giải được cái nhân quả, mới bẻ cái bánh lái cuộc đời của mình được. Còn không, chúng ta vẫn là một người tài xế say rượu mà. Chúng ta cứ ngỡ đến cái dũng nước ở đằng trước á là một cái dải cát trắng, an toàn, không có vấn đề gì cả. Còn người dùng kia kìa, chúng ta cũng thấy được đó, chỉ dùng nó mới nguy hiểm. Chúng ta nhìn cái này nó ra cái kia, cho nên tài xế mới lủi vào trong cột đèn, tài xế mới lủi vào những cái dải phân cách, tài xế mới lao vào trong cái thành cầu. Chúng ta đã lái sai như vậy. Cho nên trong cái ứng xử của mình, trong cái đời sống đó, mình phải xem xét cái chuyện. Vì vậy mà lúc nào mình cũng phải quan sát, mình biết cái tâm của mình. Từ cái chỗ mình quen nhìn thấy cái tâm của mình, mình cũng có thể thấy được cái tâm của người khác phần mình. Cái tha tâm thông, người ta luyện là luyện ở chỗ đó. Không phải luyện bằng cách lấy cái người khác làm đề mục, mà luyện bằng cách lấy mình làm cái đề mục niệm tâm. Và khi nó thuần thục trong cái này thì chúng ta quan sát cái gì cũng được. Mà đây là một cái khả năng tất cả chúng ta đều có. Kể cả chúng ta chưa biết thiền là gì, chưa có biết Phật Pháp là gì đó, thì chúng ta đều có khả năng này. Ví dụ một cái đứa trẻ sơ sinh thôi, nó vẫn biết rằng đó, ai là cái người thân thiết với nó nhất. Vậy thấy chưa? Nó làm sao nó biết được? Cái mũi nó nghe cái mùi mà nó biết được. Cái mùi này là cái mùi của mẹ nó. Mẹ nó bồng nó trên tay, bú cái giọt sữa này, cái hơi ấm đó, cái mùi đó, cái tình thương đó là sự an toàn cho cuộc đời của nó. Cái thứ hai, nó nghe cái âm thanh của người mẹ, nó biết rằng đây là cái âm thanh bảo bọc chở che nó, cho nên nghe mẹ nói là an tâm, ngửi cái mùi của mẹ là an tâm. Lớn chút nữa mở ra đó, có con mắt nhìn thấy con mắt mẹ cúi xuống để nhìn mình, thì hiểu được đây đó là cả một cái trời thương yêu. Nó đọc được đấy, chứ sao không đọc được. Và trẻ con đó, nó cũng sử dụng cái tâm của nó đó để nó khống chế người lớn này. Mẹ không có thích khóc đâu, nhất là có người khách tới mà khóc thì mẹ không chịu. Cho nên lúc đó là lúc ta đòi hỏi thì mẹ phải đưa thôi. Như vậy nó không biết tâm nó, nó không biết tâm mẹ nó thì nó biết cái gì chứ. Như vậy ai điều khiển ai thì biết rồi đó. Chưa? Như vậy chúng ta đã có cái khả năng nhận biết tâm mình và nhận biết tâm người, cái khả năng có rồi. Tại sao chúng ta không luyện thêm? Chúng ta luyện thêm với những cái cách mà chúng ta học trong kinh điển này đời, thì chúng ta có thể quá dạy được. Chúng ta sẽ làm người tài xế đó, lái cái cuộc đời của mình ra khỏi cái vũng bùn đau khổ này, chúng ta thoát ra được mà. Chúng ta đau khổ gì, chúng ta đã sai rồi mà, chúng ta đã nhầm lẫn rồi mà. Tại sao bữa nay ăn miếng trả miếng để sai nữa, để nhầm lẫn nữa vậy? Đau khổ từng đó chưa đủ sao mà muốn đau khổ thêm nữa vậy? Hãy nói với mình đi, hãy dỗ dành mình đi, hãy nâng đỡ mình đi. Vì người ta chà đạp mình,
mà mình chà đạp mình nữa sao? Vì người ta phủ phàng với mình mà mình tàn nhẫn với mình sao? Mình tàn nhẫn mình ở chỗ mình treo cổ đi tự giận mà, mình nhảy xuống sông đi tự giận mà, không phải mình tàn nhẫn với mình sao? Như vậy đời đời kiếp kiếp đó, ai thương mình? Hoàn toàn không. Bởi vì chúng ta đã làm cho cái trái tim của mình đó, nó quá đá rồi. Và khi chúng ta giết hại đời mình như vậy đó, cái trái tim này nó không còn là quá đá nữa, mà nó đã thành ra đó là một cái thùng axit rồi. Người ta không dám đụng tới đâu. Người ta sống với cái người này, người ta ở gần người này, người ta sợ lắm. Vì thân nó còn giết, vì người khác nó đâu có tha. Thấy chưa? Cho nên phải sáng suốt lên. Cái năng lực mà tu tập đó, tất cả chúng ta đều có. Đừng nói chữ nghĩa ở đây, đừng nói kinh điển ở đây. Tất cả chúng ta do luân hồi trong nhiều kiếp thì cái phước về thiện lành chúng ta có. Cái khả năng tu tập này tất cả chúng ta đều có. Nó không nằm ở chữ nghĩa đâu, nó nằm ở trong cái thực tế, cái đời sống đó, là chúng ta có khả năng này và chúng ta phát triển khả năng này hay không. Cái vấn đề đặt ra cho chúng ta là gì? Và khi chúng ta phát triển khả năng này, có nghĩa là chúng ta đang chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp. Chúng ta bỏ những cái điều sai, những điều lệch lạc, những điều xấu ác, để chúng ta đi vào con đường đúng, con đường chính xác, con đường sáng suốt. Chỉ có vậy thôi. Rất là dễ hiểu, rất là dễ nhớ. Nhưng chúng ta khó thắng mình lắm. Vì tập khí, vì thói quen. Vì cái sở hữu tư này nè, trong mọi hoàn cảnh ứng xử nó sẽ lặp đi lặp cực kỳ. Và cái khả năng ý thức, cái khả năng quan sát, cái khả năng mà chúng ta có thể kiểm soát hết toàn bộ, và chúng ta chủ động, chúng ta xem xét nó, chúng ta chọn lựa khả năng này nơi mình còn yếu. Còn yếu chứ không phải không có. Như vậy chúng ta tập, chúng ta sẽ mạnh hơn. Và chúng ta chấp nhận sự thất bại của mình, nhưng mà chúng ta không nản lòng, chúng ta cứ thế chúng ta tiếp tục chúng ta tập. Vì như vậy khi mà chúng ta gieo xuống những cái nghiệp thiện này, những cái quả lành này, thì khi mà cái sở hữu tư nó tạo những cái quả đây đó, cái quả này khi chúng ta tiếp nhận đó, nơi cái sự ứng xử của B đây đó, thì nó không còn con đường xấu ác này nữa, mà nó đi bằng có con đường tốt. Và như vậy cái ứng xử chúng ta đây có cái khả năng tốt nhiều hơn khả năng xấu. Cho nên mới nói rằng tất cả những người sống quanh ta là cái ruộng phước của ta. Để làm chi? Để chúng ta có thể gieo được những cái hạt giống tốt của mình. Tức là người ta có thể xấu ác với mình, nhưng mình không dám xấu ác với người ta. Chúng ta cư xử cho phải lẽ, thì đó là cái con đường tu tập của mình, đó là con đường tiến hóa của mình, đó là con đường thoát khổ của mình, con đường rời xa khỏi những cái nghiệp tâm tối của mình và những cái nghiệp bất thiện này, rời xa. Chúng ta cứ gieo trồng những cái quả lành. Cho nên là cái thời Đức Phật ấy, cái người xuất gia đó, ngày đêm chỉ thấy cái đề mục của mình. Đi đứng nằm ngồi, tất cả mọi sinh hoạt đều thấy cái đề mục của mình mà thôi, không có gì khác cả. Ngày nay đó khó lắm, không có được đâu. Lý do sao vậy? Không có đủ phước. Phước đâu có đủ đâu, muốn cũng không được.
nghèo phước mà. Cũng như mình sanh ra học trò nghèo, phải đi làm thêm mới có cơm mà ăn, phải đi làm thêm mới có tiền mua sách vở, phải đi làm thêm mới có thể đóng tiền học mà. Chứ ai mà làm học sinh lại không biết rằng ngày đêm mà để hết cái thời gian về việc học thì tốt nhất. Ai cũng biết mà, đâu có ai mà không biết đâu. Nhưng mà làm không được, tại vì nó thiếu phước. Cho nên đời sống chúng ta là tạo phước. Vì vậy mà tất cả những người quanh ta là cái ruộng phước của mình, hãy gieo phước. Không có người xung quanh, ruộng phước lấy đâu chúng ta gieo xuống. Nhưng chúng ta nhớ, có những cái ruộng đó chỉ chờ cái hạt giống của chúng ta xuống thì nó lên. Có những ruộng chúng ta gieo tới đâu nó cúi tới đâu. Có những ruộng chúng ta reo xuống trên những vùng đất sét, nó cứ khô luôn cho tới ngày tàn tụi, nó không có thể nào nó lên được. Cũng như vậy đó, thì khi chúng ta sống với những người thân của chúng ta, chúng ta đối xử tốt, chúng ta muốn điều tốt cho người ta, nhưng có khi cái phản ứng của những người đó nó là ngược lại, thì chúng ta không nên buồn, không nên đòi hỏi. Bởi vì khi chúng ta buồn, khi chúng ta đòi hỏi đó, là cái lúc chúng ta gieo cái hạt giống xuống đó là chúng ta có điều kiện. Điều kiện là gì? Tôi làm tốt như thế này, tôi lo tất cả như thế này, thì mọi người phải như thế này mới được. Cái chỗ đó là cái chỗ còn quế nhiễm ở trong tâm. Còn cái chỗ nó không quế nhiễm á, nó nằm ở cái chỗ thế này. Nếu tôi có thể gieo được cái hạt giống tốt ở cái nơi nào thì tôi gieo xuống. Còn nó lên được hay không lên á, thì tôi sẽ học một cái bài học từ đây, để cho tôi thận trọng hơn. Mà khi tôi gieo xuống vùng đất xấu, tôi phải có cái cách gì đó. Chứ không dễ dàng. Cho nên có những khi chúng ta muốn giúp ai đó thì chúng ta không có thể gieo thẳng xuống cái ruộng đó, mà chúng ta phải đi một cái đường dọc, chúng ta mới làm được cái việc đó, chứ không có gieo thẳng xuống được. Thì đó là cái bài học để chúng ta không gieo thẳng xuống. Nhưng mà cái tốt chúng ta vẫn làm được, chúng ta đi một con đường dài. Chúng ta có cái cách thế nào đó mà những cái hạt giống đẹp trong tâm chúng ta đó, nó có cơ hội để đem ra mà gieo trồng. Cái hạnh phúc của chúng ta nằm ở chỗ đó, chúng ta gieo những cái hạt giống đẹp này xuống. Chúng ta muốn có một vườn cây ăn trái thì đây là những cái giống cây ăn trái tốt để gieo xuống. Còn nếu chúng ta nhầm lẫn thì chúng ta gieo gai ắt ó với cái di đời cái gai mắc cỡ rồi. Thì cái cây mà coi như là nó chỉ là mọc để cho nó chặt đất vậy thôi, chứ nó không có một cái giá trị gì. Như vậy pháp thiện và pháp bất thiện nó có cái nhân của nó để gieo xuống. Rất là rõ ràng như vậy. Và khi đó gieo cái nhân xuống rồi nó tạo cái quả. Thì cái quả nó đó thì nó phải nằm trong cái chỗ mà người ta gọi là khi mình tiếp nhận nó là nó mang tính chất thụ động. Cho nên sở hữu thư hoạt động trong quả thì nó không có tạo quả, mà nó hoạt động trong di tác thì nó không có tạo quả nữa. Thì nhớ vậy. Còn tất cả những cái tâm này nó hoặc là thiện hoặc là bất thiện. Vậy thì hôm nay cái phần mà chúng ta học về cái phân loại tâm theo đạo đức này đây, là phân loại tâm theo thiện và bất thiện này đây, là một cái phân loại rất là tổng quát. Thì sau đó chúng ta có 4 cách phân loại nữa, chúng ta sẽ từng tự đi khảo sát. Thì chúng ta nhớ rằng trong cái đạo Phật đó, nhất là vi diệu pháp đó, khi mà chúng ta đưa một vấn đề ra vậy đó, thì chúng ta đã khảo sát với nhiều khía cạnh khác nhau, và chúng ta tách nó ra trong cái phần kết cấu của nó, chúng ta tách nó ra bằng nhiều cái lối kết cấu khác nhau, để chúng ta nhìn cho rõ cái bản chất của nó. Đó là cái cách thức, chứ không phải là nó lặp đi lặp lại như một sự trùng hợp. Không có. Quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy nó là một cái cách trình bày khác nhau của một vấn đề. Mà chúng ta thấy một vấn đề, chúng ta ngỡ rằng nó nói nó là một, không, nó có nhiều cách nói khác nhau.
để mở ra những cái cánh cửa tiếp nhận khác nhau. Nó làm cho phong phú cái sự suy nghĩ và làm cho phong phú cái cách nhận định vấn đề của mình. Có nghĩa là nó phát triển về mặt cái trí thông minh của mình. Xin mời tất cả nghĩ.